Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 331, chỉ điểm sai lầm. Bắt đầu từ sự kiện Trương Dương ẩu đả An Đạt Văn lần này, Lý Trường Vũ lưu ý thấy trong bội bộ thường ủy đã có không ít người bắt đầu có ý thức khiêu chiến quyền uy của Đỗ Thiên Giã. Dựa vào kinh nghiệm chính trị nhiều năm của Lý Trường Vũ, y có thể xác định, những thường ủy lấy Triệu Dương Lâm cầm đầu là có mục đích gây hấn, hơn nữa sau lưng họ tất nhiên phải có chỗ dựa. Chuyện phát sinh ở Xuân Dương lần này có thể nói không phải là chuyện gì lớn, nhưng hành vi gây chuyện của thôn dân thôn Chu Tiểu Kiều hôm nay chứng tỏ bọn họ đang muốn khoách đại tầm ảnh hưởng của chuyện này. Ở nơi xảy ra chuyện xuất hiện ký giả của báo tỉnh, đây là một hiện tượng không bình thường. Lý Trường Vũ nói khẽ, Bí thư Đỗ, tôi cho rằng chuyện này phải mau mau xử lý, nhất định phải tránh để ảnh hưởng bị khoách đại hóa. Đỗ Thiên Giã nói, chuyện đã được điều tra rõ ràng rồi. Lý Trường Vũ nói, chuyện có rõ ràng hơn nữa, một khi ảnh hưởng bị khoách đại thì sẽ diễn biến ra các phiên bản khác nhau rồi mất đi khống chế. Bí thư Đỗ, anh không thể lơ là được, còn nữa, chuyện của Trần Sùng Sơn anh tốt nhất đừng nhúng tay vào nhiều. Hiện tại mâu thuẫn đều tụ tập hết lên người ông ta. Đỗ Thiên Giã đương nhiều hiểu rằng Lý Trường Vũ là hảo tâm nhắc nhở mình, nhưng quan hệ giữa gã và Trần Sùng Sơn người khác không thể biết, và cũng không thể công khai được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi Lý Trường Vũ đi, Đỗ Thiên Giã rơi vào trong trầm tư, phóng biên báo tỉnh tới Xuân Dương, tuyệt không phải là quan tâm tới thôn dân thôn Chu Tiểu Kiều gây chuyện, gã phải lo trước tính sau, ngăn cho chuyện không được truyền bá thêm một bước, với thân phận của gã hiện tại đủ để nắm chắc khống chế được giới truyền thông của Giang Thành, nhưng chuyện trong tỉnh thì phải dùng ngoại lực. Đỗ Thiên Giã lúc này đột nhiên nhớ tới một người, nếu Trương Dương ở Giang Thành, vậy thì chuyện này gã sẽ là người đầu tiên xung phong giải quyết phiền phức cho mình, chỉ có lúc gặp phiền phức, Đỗ Thiên Giã mới thể hội được tính quan trọng của Trương Dương, gã nhớ tới quan hệ của Trương Dương và Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền tỉnh ủy Trần Bình Triều, thế là liền cầm điện thoại lên. Lúc Đỗ Thiên Giã gọi điện thoại tới, Trương Dương đang học, lúc thằng ôn này nghe giảng không biết vì sao lại mơ mơ màng màng, nằm trên bàn không ngờ lại ngủ thiếp đi, Thường Hải Tâm ngồi ở bên cạnh, dùng sách che cái đầu của hắn lại. Ít nhiều có chút ý tứ bịt tai trộm chuông, kỳ thực thầy giáo sớm đã thấy rồi, người ta chỉ là lười trả buồn hỏi mà thôi. Di động đổ chuông làm Trương Dương giật nảy mình, hắn đang nằm mơ được ngủ chung giường với mấy vị hồng nhan chi kỷ, ngày xuân thực sự là dễ khiến người ta nghĩ bậy nghĩ bạ. Ở trên thân người thì gọi là tư xuân, còn trên người động vật thì gọi là phát dục. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía Trương Dương, Thường Hải Tâm nhắc khẽ tắt điện thoại đi. Trương Dương nhìn thấy dãy số của Đỗ Thiên Giã, cú điện thoại này không thể không tiếp được, hắn đứng dậy khom mình với thầy giáo, nói, xin lỗi, tôi phải nhấc điện thoại. Thầy giáo đó cũng hiểu ít nhiều về Trương Dương, cười cười lắc đầu, nói, ra ngoài nhấc đi, đừng làm ảnh hưởng tôi giảng bài. Trương đại quan nhân cầm điện thoại đi ra cầu thang của phòng học, sau khi bắt máy, thằng ôn này rất không khách khí nói, tôi nói này, anh gọi điện thoại đến thì cũng phải chọn lúc chứ, tôi đang học. Giọng nói của Đỗ Thiên Giã có chút trầm thấp, gã thậm chí còn không có tâm tình mắng Trương Dương không phân tôn ti, Trương Dương, tôi gặp phiền phức rồi. Trương Dương hơi ngây ra, hắn bước về phía bồn hoa ở đằng trước, anh cứ nói đi, tôi nghe đây. Đỗ Thiên Giã kể lại chuyện này từ đầu tới cuối, Trương Dương nghe mà há miệng trợn mắt, hắn cảm thán, xem ra tôi thật sự không thể rời khỏi Giang Thành được, vừa đi cái là xảy ra chuyện ngay. Đỗ Thiên Giã tức giận, thôi cậu đừng có tinh vi với tôi nữa. Hiện tại một đám phóng viên của báo tỉnh tới lượn vòng quanh Xuân Dương, bọn họ muốn làm gì? Trương Dương nói, còn có thể làm gì nữa? Nói chung là không phải chuyện tốt, anh đừng gấp, nhất định phải bình tĩnh, tôi liên hệ với Bộ trưởng Trần cái đã, để tỉnh Lý bảo giới truyền thông tuyệt đối không thể đưa tin chuyện này. Đỗ Thiên Giã nói, chuyện này cậu chú ý giúp tôi nhé. Trương Dương nói, công tác phía huyện Xuân Dương thế nào rồi? Có cần điều tôi về giải quyết chuyện này không? Hắn rất quen thuộc với tình huống của Xuân Dương, lúc trước thôn Chu Tiểu Kiều dưới sự cầm đầu của bí thư chi bộ thôn Chu Minh Xuyên tới làng du lịch suối nước nóng Cốc Xuân Hy gây chuyện chính là hắn ra mặt dẹp yên, loại công tác cơ tầng này Trương đại quan nhân rất quen. Đỗ Thiên Giã nói, không cần, cậu đừng có nhúng vào, thật thà đi học đi, giúp tôi làm tốt chuyện này là được rồi. Sau khi nói chuyện xong với Đỗ Thiên Giã, Trương Dương suy nghĩ một lát, trước tiên nói chuyện này với Trần Thiệu Bân đã. Phía Trần Thiệu Bân đương nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì, gã ngay lập tức gọi điện về cho ông già, truyền đạt lại ý tứ của Trương Dương cho cha của mình, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền tỉnh Bình Hải Trần Bình Triều. Trần Bình Triều nghe xong chuyện này, không khỏi nhíu mày, nói chuyện của Giang Thành đúng là nhiều thật,
thành địa phương náo nhiệt nhất của tỉnh Bình Hải chúng ta rồi đó. Trần Thiệu Bân nói, cha, chuyện này cha giúp không, Đỗ Thiên Giã cũng là bạn thân của con. Trần Bình Chiều sao không hiểu thằng ôn này, trầm giọng nói, con thân với Đỗ Thiên Giã lắm à? Sao cha không biết? Trần Thiệu Bân xấu hổ cười cười, gã và Đỗ Thiên Giã chẳng có phần giao tình đó, nhưng Trương Dương đã mở miệng thì việc này gã không thể không giúp được. Trần Bình Chiều nói, con e rằng không biết rồi, mấy người dân của huyện Xuân Dương mấy ngày hôm nay quỳ ở cửa chính phủ tỉnh ủy kêu oan, ngay cả bí thư Cố cũng bị kinh động rồi. Gì cơ? Trần Bình Chiều nói, một đám dân trong núi, có thể có dạng kiến thức này thì đúng là không tầm thường. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài của nó đâu. Cha, cha có ý gì? Nói con cũng chẳng hiểu. Trần Thiệu Bân lập tức nói lại tin tức mà mình nhận được từ chỗ ông già cho Trương Dương. Trương Dương bắt đầu ý thức được chuyện này nghiêm trọng hơn Đỗ Thiên Giã nói rất nhiều. Tối ngày hôm đó, hắn tới bái phỏng bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi. Bởi vì Cố Giai Đồng tới Bắc Kinh, Cố Doãn Chi ở nhà một mình. Lúc Trương Dương tới tìm ông ta, Cố Doãn Chi đang ở trong phòng khách tĩnh dưỡng. Phương pháp điều tức tính tọa này cũng là Trương Dương dạy cho ông ta. Nói cũng lạ, từ lần trước sau khi Trương Dương điểm phá tâm bệnh của Cố Doãn Chi, Cố Doãn Chi cảm thấy tình trạng sức khỏe ngày một chuyển biến tốt hơn. Ông ta cười nói, Trương Dương, sao hôm nay lại có thời gian tới thăm tôi vậy? Trương Dương cầm lá trà mà Hà Trường An tặng đặt lên bàn uống trà, nói, có một người bạn cho tôi ít trà lá, tôi cầm tới để ngài uống thử, còn nữa, thuận tiện chuẩn mạch giúp ngài. Cố Doãn Chi mỉm cười chia tay ra, Trương Dương đặt ngón tay lên mạch môn của ông ta, nhắm mắt lại làm ra vẻ trầm ngâm, khoảng nửa phút sau, hắn mở hai mắt ra, rất tốt. Cố Doãn Chi cười nói, tôi cũng cảm thấy gần đây tốt hơn nhiều. Ông ta nhìn trà lá, bảo bảo mỗ đi pha một bình trà. Mục đích chủ yếu mà lần này Trương Dương tới đây là muốn thám thính chuyện liên quan tới Đỗ Thiên Giã, hắn vốn cho rằng gặp mình Cố Doãn Chi có thể sẽ chủ động nhắc tới chuyện này, nhưng Cố Doãn Chi lại không nói gì, mà lại rót một chén trà, lặng lẽ ngồi thưởng thức. Cố Doãn Chi cũng hiểu biết về trà không ít, ngửi mùi trà, nhìn màu trà đã có thể đoán được trà lá mà Trương Dương mang tới có giá trị không nhỏ. Trương Dương nói, bí thư Cố cảm thấy trà lá này thế nào? Cố Doãn Chi nói, người nào mà tặng cậu trà lá quý thế này? Trương Dương không hề giấu giếm, Hà Trường An. Cố Doãn Chi gật đầu, y quả thực là có thực lực này. Ông ta chậm rãi đặt chén trà xuống, nói nhỏ, cậu dẫu sao cũng là người trong quan trường. Quan hệ với những thương nhân này nên nắm rõ chừng mực, phải giữ khoảng cách nhất định. Trương Dương nói, bí thư Cố yên tâm, tôi hiểu mình nên làm thế nào. Cố Doãn Chi cười hờ hững, nói, lúc nào cũng nói là mình biết, nhưng một khi gặp chuyện máu nóng sộc lên đầu lại không biết xử lý thế nào. Trương Dương nói, ngài không phải là cán bộ trưởng khoa trẻ tuổi có lòng nhiệt tình và mạnh dạn đi đầu, tư tưởng có tính khai thác ư. Hăng quá hóa dở, chuyện gì cũng đều phải có mức độ. Vượt quá phạm trù này, tốt sẽ biến thành xấu, có lợi sẽ biến thành bất lợi. Trương Dương luôn cảm thấy trong lời nói của Cố Doãn Chi còn có ẩn ý, hắn quyết định không vòng vo nữa, bí thư Cố, tôi nghe nói Giang Thành xảy ra chút chuyện. Cố Doãn Chi biết rồi còn cố hỏi, chuyện gì cơ? Nói chuyện với tay chính trị kỳ cựu có cấp số như Cố Doãn Chi, Trương Dương luôn có một loại cảm giác nặng nề, cho dù là nói chuyện bình thường thì hắn cũng chiếm được bất kỳ một chút chủ động nào. Có một loại cảm giác như bị lão Cố dắt mũi kéo đi vậy. Đối với tu vi chính trị của Cố Doãn Chi, Trương Dương bội phục sát đất, hắn nói nhỏ, tôi nghe nói huyện Xuân Dương phát sinh giới đấu, nhiều người đánh nhau bằng khí giới còn chết một người, chuyện này đã ầm lên tới tỉnh lý rồi. Vẻ mặt của Cố Doãn Chi vẫn thản nhiên như không, ông ta uống một ngụm trà, nói, không những là tỉnh lý, phía kinh thành cũng biết chuyện này rồi, thượng cấp gọi điện thoại tới chỗ tôi, tỏ ý rất quan tâm. Trương Dương thật sự không ngờ chuyện này ngay cả phía kinh thành cũng biết, có điều phát sinh giới đấu tại huyện Xuân Dương, trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm sao lại lan truyền rộng như vậy. Phía sau chuyện này khẳng định có người dây tay, phóng đại một chuyện nhỏ phát sinh ở núi Thanh Đài thành vô hạn. Trương Dương nói, bí thư Cố, chuyện này rõ ràng là có người dở trò. Cố Doãn Chi hứng thú hỏi, vì sao lại phải dở trò? Bọn họ có thể dở được trò gì? Trương Dương nói, đám bách tính của núi Thanh Đài thì hiểu cái gì? Căn cứ vào sự hiểu biết của tôi, nguyên nhân phát sinh giới đầu là động tàng bảo mà Mã Phỉ An dâu rậm để lại, mấy tên trộm mồ phát hiện động tàng bảo, trộm sạch đồ ở bên trong đi, sau đó chúng giao truyền tin tức, hấp dẫn thôn dân xung quanh tới, người dân thấy tài bảo thì đỏ mắt, người tranh ta đoạt, cho nên mới phát sinh trận thảm kịch này.
Cố Doãn Chi không nói gì, chỉ lẳng lặng đợi Trương Dương nói tiếp. Trương Dương nói, ngài có thể không biết, giới đấu mỗi năm phát sinh trong xã nhiều vô số kể, có tranh nguồn nước, có tranh đất, có người chết cũng là chuyện thường, nhưng loại chuyện này phần lớn tới huyện lý là giải quyết xong. Nên xử thì xử, nên phạt thì phạt, nhưng chuyện lần này vì sao lại trực tiếp ầm ĩ tới tận tỉnh lý, ngay cả lãnh đạo trung ương cũng nghe nói tới, chẳng phải bởi vì Đỗ Thiên Dã có mặt ở hiện trường ư. Cố Doãn Chi rất hứng thú nói, nếu như là cậu thì cậu sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Trương Dương nói, bắt lớn bỏ nhỏ. Cố Doãn Chi cười nói, cái gì gọi là bắt lớn bỏ nhỏ? Trương Dương nói, đương nhiên là bắt tên cầm đầu gây chuyện, còn người dân bình thường thì không thể nào bắt toàn bộ vào cục được, bắt kẻ cầm đầu, lòng người tự nhiên sẽ phân tán. Cố Doãn Chi nói, người dân người ta không phạm pháp, cậu dựa vào gì mà bắt người ta? Trương Dương nói, nếu bắt thì phải bắt kẻ phạm pháp, bọn họ không phải là gây chuyện ư. Chuyện nào ra chuyện đấy, cái mà tôi chỉnh đốn là trật tự, bắt tội phạm, người tham gia vào cuộc giới đấu hôm đó không ít, kẻ nhân loạn mà cướp giật tiền bạc cũng không ít, vì sao không nắm lấy phương diện này? Cố Doãn Chi nói, án chiếu theo phân tích vừa rồi của cậu, nếu như ở phía sau chuyện này có kẻ lửa cháy thêm dầu, cậu làm vậy sẽ càng kích hóa mâu thuẫn, khiến người ta càng nắm thêm được nhiều thóp. Trương Dương nói, nếu như không áp dụng thái độ cứng rắn, khí diễm của đám thôn dân này khẳng định sẽ càng thịnh, bọn họ sẽ cho rằng chính phủ sợ họ, không biết sẽ còn đề xuất yêu cầu vô lý như thế nào nữa. Cố Doãn Chi nói, hiện tại tất cả mâu thuẫn đang tập trung ở đâu? Trương Dương nghĩ một chút, nói, trên người Trần Sùng Sơn. Cố Doãn Chi nói, Trần Sùng Sơn và Đỗ Thiên Dã có quan hệ gì? Trương Dương nói, cha của Đỗ Thiên Dã và Trần Sùng Sơn năm xưa là chiến hữu. Cố Doãn Chi nói, tư lệnh Đỗ trong giới quân đội rất có uy vọng đấy. Trương Dương lúc này mới ý thức được, cuộc đối thoại vừa rồi của Cố Doãn Chi với mình trên thực tế là nên dạy mình nên làm thế nào. Cố Doãn Chi lại tiếp tục uống trà, nói khẽ Trương Dương, người ngoài cuộc thì tỏ, người trong cuộc thì mê, muốn xử lý tốt chuyện này, trước tiên phải nhìn nó thật rõ ràng, phải để tư duy của mình thoát ra khỏi chuyện này. Trương Dương đăm chiêu suy nghĩ. Cố Doãn Chi ngáp một cái, ra rồi. Tinh lực không đủ, khuya lắm rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi. Trương Dương gật đầu, hắn hiểu phong cách làm việc của Cố Doãn Chi từ trước tới nay, muốn ông ta biểu đạt thái độ một cách rõ ràng là điều không thể, tối nay nói nhiều với mình như vậy là đã phá lệ rồi. Hắn sau khi cáo từ Cố Doãn Chi, trên đường về khi đi qua nhà Tống Hoài Minh liền dừng chân lại nhìn, Tống ra không sáng đèn, Tống Hoài Minh ra ngoài còn chưa về. Trương Dương ngồi xe mô tô hạnh phúc của hắn lái về phía trường đảng. Lúc đi qua cửa lớn của phân khu quân đội, hắn đột nhiên nhớ tới lời nói của Cố Doãn Chi, tư lệnh Đỗ ở trong giới quân đội rất có uy vọng. Câu nói này rõ ràng là ám chỉ cho hắn gì đó, Trương Dương biết rất rõ quan hệ của Trần Sùng Sơn và Đỗ Thiên Dã. Đỗ Thiên Dã trong chuyện của Trần Sùng Sơn không tiện ra mặt, nhưng tất cả mâu thuẫn lần này đều tập trung trên người Trần Sùng Sơn. Đỗ Thiên Dã tuyệt đối sẽ không tụ thủ bàng quan, Trương Dương lúc này mới ngộ ra, mỗi một câu nói của Cố Doãn Chi với mình tối nay đều có hàm nghĩ sâu sắc. Ông ta uyển chuyển chỉ ra phía sau chuyện này có người lửa cháy đổ thêm dầu, Cố Doãn Chi bảo hắn người bàng quan thì sáng. Dụng ý của ông ta chính là bảo mình đừng nhúng tay quá sâu vào chuyện này, còn tư lệnh Đỗ ở trong giới quân đội rất có uy vọng, Đỗ Sơn Khôi đã chết rồi, có uy vọng thì làm được gì. Nhưng chiếu hữu của Trần Sùng Sơn không chỉ có một mình Đỗ Sơn Khôi mà còn có Sở Trấn Nam nữa. Trương Dương minh bạch, Cố Doãn Chi là đang giúp hắn, Cố Doãn Chi khẳng định đã nhìn thấy gì đó. Thậm chí còn nhìn ra có kẻ ngấm ngầm đứng sau chọc ngoáy, nhưng Cố Doãn Chi không tiện nói ra, cũng không tiện tham gia, cho nên mới nói những lời nhắc nhở này. Trương Dương càng nghĩ càng thấu triệt, càng nghĩ càng bội phục Cố Doãn Chi, tu vi chính trị của người ta quả thật là rất cao. Trương Dương cầm di động lên, gọi cho ông ngoại của Sở Yên Nhiên, tiền tư lệnh quân khu Bắc Nguyên Sở Trấn Nam. Bên phía Sở Trấn Nam rất ồn ào, Trương Dương từ trong điện thoại nghe ra tiếng ăn uống linh đình, hắn cười nói, lão thủ trưởng. Ông nhân lúc Sở Yên Nhiên không có mặt để uống rượu, cẩn thận cháu khai ông ra đó. Sở Trấn Nam nghe ra là giọng của Trương Dương, không khỏi cười ha ha, nói, thằng láo toét, khuya vậy còn gọi cho tôi làm gì? Là Yên Nhiên bảo cậu làm vậy à? Yên tâm đi, tôi không uống, tôi chỉ gọi đám nhóc con tới chơi cho vui thôi, bọn nó uống rượu, tôi nhìn cũng cao hứng. Ha ha, Trương Dương, lâu rồi chưa tới Tĩnh An, nghe Yên Nhiên nói cậu lại gặp chuyện à? Trương Dương nói, không có gì, đi mạ vàng ấy mà, đợi lần tới khi ông gặp cháu không chừng cháu đã là cán bộ chính ban rồi đó.
Sở Trấn Nam nói, Yên Nhiên nói không sai, thằng nhóc cậu là một tên quan mê. Muộn thế này rồi còn tìm tôi làm gì? Có phải là gặp chuyện gì không giải quyết được không? Trương Dương nói, lần này không phải là chuyện của cháu, mà có liên quan tới bạn cũ của ông. Sở Trấn Nam ngây ra, nói rõ một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì? Trương Dương kể lại một lượt chuyện phát sinh ở Xuân Dương lại cho Lão Tư lệnh, Sở Trấn Nam nghe xong, ở trong điện thoại kêu lên một tiếng, hay, sau đó bảo, Lão Trần làm đúng lắm, đối với những phần tử xấu xa làm loạn phép tắc đó nên đập cho một trận, nếu là tôi thì đã dùng súng liên thanh bắn bỏ hết rồi. Trương Dương nói, ông đừng nói vậy, chuyện này có chút phiền phức rồi. Có gì mà phiền phức, là phòng vệ chính đáng mà. Trương Dương nói, hình như không được coi là vậy. Sở Trấn Nam lớn tiếng nói, Đỗ Thiên Dã làm cái trò gì vậy? Thân là bí thư thị ủy mà không bảo vệ được Trần Sùng Sơn à? Ông ta suýt nữa thì nói luôn quan hệ của hai cha con Đỗ Thiên Dã ra. Trương Dương nói, Lão Thủ trưởng, ông chắc biết, chuyện này có chút vi diệu, quan hệ giữa hai người bọn họ, chắc. Ông cũng biết. Sở Trấn Nam hơi ngây ra, ông ta trước giờ chưa hề để lộ quan hệ của Đỗ Thiên Dã và Trần Sùng Sơn ở trước mặt người ngoài, thằng ôn này sao mà biết được nhỉ? Ông ta cho rằng Margaret đã nói chuyện này cho Trương Dương, không nhịn được liền mắng, đàn bà đúng là lắm mồm. Trương Dương nghe thấy ông ta mắng liền không nhịn được mà bật cười. Sở Trấn Nam nói, cậu yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tôi cũng muốn xem, là ai con mẹ nó dám chơi Lão Trần, ngày mai tôi sẽ bảo bọn chúng thả ngay lão ngốc này rồi. Sở Trấn Nam gác điện thoại, cầm chén rượu lên, một hơi uống cạn, đương nhiên chui vào ông ta là nước, ông ta lớn tiếng nói. Đám nhóc con các cậu vĩnh viễn không thể nào có được đảm sắc như lão binh chúng tôi, Trần Sùng Sơn, chiến hữu của tôi vừa bị đập chết một thằng, lão nghe mà nhiệt huyết sôi sục cả đây này. Chính ủy quân phân khu Tĩnh An Hồng Trường Vũ nói, Tư lệnh, Trần lão ra giết người à? Sở Trấn Nam mặt đầy vẻ kiêu ngạo, nói, giết người thì sao? Lúc chiến tranh giải phóng từng giết rồi, lúc kháng cự cựu triều cũng giết rồi, chúng tôi vẫn chưa già, vẫn còn cầm súng được. Ông ta nói với Hồng Trường Vũ, cậu lập tức liên hệ với Quách Lượng của quân phân khu Giang Thành cho tôi, thằng chó đó không phải là Tư Liên quân phân khu ư. Chiến hữu của tôi bị cục công an bắt, bảo hắn trả người lại cho tôi. Hồng Trường Vũ nói, nhưng... Sở Trấn Nam tức giận bảo, nhưng cái gì mà nhưng, không có tiền đồ nhất chính là cậu đó, việc mà công an lo là giữ trị an xã hội, còn việc mà chúng ta làm là an ninh của Tổ quốc, còn mẹ nó, tôi vẫn không tin, tôi cũng muốn xem. Ai dám không nể mặt tôi nào? Hồng Trường Vũ nói, Tư lệnh, chuyện vẫn chưa rõ ràng, không bằng để Tạ Chí Quốc giải thích trước đã, hệ thống công an của họ cũng dễ nói chuyện hơn. Sở Trấn Nam nói, cậu chuẩn bị đi, ngày mai lão tử muốn tới Giang Thành, tôi đi thăm chiến hữu cũ, đừng quên mang súng tới cho tôi. Hồng Trường Vũ dở khóc dở cười nói, Tư lệnh, chúng ta không phải là đi đánh trận, ngài mang súng làm gì? Ngứa, con mẹ nó trong lòng ngứa ngáy. Hôm nay uống rượu mừng công, tráng chí chưa hoàn thành thể không ngừng, tương lai còn dài thể hiện thân thủ. Lão Tư lệnh hào tình vạn trượng, cất giọng ca vàng trước mặt những bộ hạ ngày trước này. Lúc Trương Dương sắp tới trường đảng, Tần Thanh gọi điện thoại tới, cô ta đến tỉnh Lý tham gia hội nghị, vốn muốn liên hệ với Trương Dương sớm một chút, cho hắn một sự bất ngờ, nhưng hội nghị lại kết thúc quá muộn, sau đó lại tham gia tiệc tối, sau khi tiệc tối kết thúc thì đã hơn 9 giờ tối rồi. Trương Dương không ngờ Tần Thanh lại tới Đông Giang, vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng nói, anh còn đang định cuối tuần này tới Lam Sơn thăm em, không ngờ em đã tới trước rồi. Tần Thanh cười nói, không muốn em tới à? Trương Dương nói, muốn chết đi được ý chứ, nhớ đến mỏi mòn rồi. Tần Thanh nói, tin anh mới lạ đó, trong lòng thì vô cùng ngọt ngào. Em đang ở đâu? Sông Tĩnh Hoài, em ở cầu Uyên Ương đợi anh. Trương Dương rất quen thuộc với sông Tĩnh Hoài. Cưỡi xe mô tô ầm ầm phóng về phía chính nam. Gần đây Đông Giang đột nhiên chuộng đèn khổng minh, ở hai bờ sông Tĩnh Hoài, không ít nam nữ thanh niên đang tụ tập cùng nhau thả đèn khổng minh, Tần Thanh đứng trên cầu Uyên Ương, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn Trương Dương bước tới. Trương Dương hôm nay lộ ra vẻ rất nghiêm chỉnh, mặc một thân tây phục màu đen, bên trong mặc sơ mi màu xám, không thắt cà vạt, cho dù là đi trong dòng người, nhưng hắn vẫn lộ ra vẻ nổi bật, Trương đại quan nhân rất tự tin. Tần Thanh vẫn mặc màu xám quen thuộc, cô ta còn chưa thay bộ quần áo làm việc này. Như thế cũng tốt, hai người rất xứng đôi. Trương Dương đi tới điểm cao nhất của cầu hình cong, cùng Tần Thanh đứng đối mặt nhau, ánh mắt của hai bên chạm nhau, đều lộ ra vẻ ôn tình,
mấy chiếc đèn khổng minh ở bên cạnh họ bay lên cao, hấp dẫn ánh mắt của họ. Tần Thanh ngẩng đầu lên, trên mặt chợt hiện ra vẻ thong thả, Trương Dương nhìn thấy vậy, đi tới chỗ người bán đèn khổng minh, nói còn bao nhiêu, tôi mua hết. Ở trước mặt phụ nữ, Trương đại quan nhân luôn hào khí như vậy. Người bán hàng đó tất nhiên là cầu còn không được. Tần Thanh nhìn một đống đèn khổng minh dày cộp trong tay Trương Dương, không khỏi gắt, anh đó, cứ như là bộ dạng của tài chủ ý, mua nhiều đèn khổng minh như vậy làm gì? Trương Dương nói, em thích nên anh mua. Tần Thanh nói, nhìn thấy đèn khổng minh, em nhớ tới cha. Lúc em và em trai còn nhỏ, cha dạy bọn em làm đèn khổng minh, buổi tối còn dẫn bọn em ra quảng trường thả, giảng cho bọn em nguồn gốc của đèn khổng minh, nhớ lại thấy tất cả những chuyện này như mới phát sinh ngày hôm qua, nhưng nháy mắt đã gần 20 năm trôi qua rồi, bất chi bất giác đều già rồi. Trương Dương cười nói, em không già đâu, còn trắng mịn mềm mại mà. Tần Thanh giận dỗi nói, có phải là bánh bao? Lúc này mới ý thức được sự ám muội trong lời nói của thằng ôn này, tức giận đến nỗi thò tay ra véo tai hắn, Trương Dương cười ha ha né tránh, chạy tới chỗ vắng vẻ ở bờ sông, dừng chân lại, ôm Tần Thanh vào lòng, cúi xuống hôn lên môi cô ta. Phấn quyền của Tần Thanh đấm khẽ hai cái lên người Trương Dương, càng đánh càng nhẹ, sau cùng thì ôm chặt lấy hắn, hôn hít một hồi lâu mới tách nhau ra. Tần Thanh đỏ mặt nói, anh là một tên xấu xa. Trương Dương mỉm cười châm một ngọn đèn khổng minh. Tần Thanh thả đèn lên không trung. Từng ngọn đèn khổng minh từ trong tay Tần Thanh bay lên, Tần Thanh đột nhiên bật cười. Trương Dương hỏi, em cười gì thế? Tần Thanh cắn môi, nói anh quả nhiên không phải là người lãng mạn, cái gì cũng phải có mức độ, anh mua nhiều đèn khổng minh như vậy, em phải ước bao nhiêu điều đây, mà chưa kể, chúng ta châm tiếp là làm ô nhiễm môi trường đó. Trương Dương cười ha ha, nói, vậy thì thôi không châm nữa, hắn cũng rất dứt khoát. Đặt chỗ đèn còn lại lên bàn đá ở cạnh cầu. Tần Thanh chỉ về phố ẩm thực ở phía trước, nói, đi ăn chút gì đi. Trương Dương không có hứng thú lắm với đồ ăn vặt của Đông Giang, Tần Thanh thì hào hứng vô cùng, thử mấy loại đồ ăn vặt đặc sắc, cô ta than khẽ, hai bờ sông Tĩnh Hoài khai phá tốt thật, lúc ở Xuân Dương, em cũng muốn phát triển sông Xuân Thủy, nhưng thời gian em ở Xuân Dương quá ngắn, không kịp làm chuyện này đã bị điều tới Lam Sơn rồi. Trương Dương nói, Xuân Dương hiện tại không được thái bình cho lắm. Tần Thanh nói, em có nghe nói tới một số chuyện của Chu Hằng, người này rất háo công. Sau khi tới Xuân Dương, chỉ chú trọng tới bộ mặt công trình, thi công đường xá của huyện khiến Xuân Dương trở thành bừa bãi, mà hiện tại công trình vẫn chưa làm xong. Trương Dương nói, gần đây làm Xuân Dương chấn động lại không phải là chuyện này. Tần Thanh nói, anh có phải nói tới chuyện giới đấu ở núi Thanh Đài không? Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn Tần Thanh, không ngờ chuyện này mà cô ta cũng biết. Tần Thanh nói, buổi chiều lúc tới chính phủ thành phố họp, có người nhà của người bị chết làm ầm ĩ lên ở cửa chính phủ, một người đàn bà dẫn ba đứa trẻ quỳ ở ngoài cửa, nhìn trông rất thảm, có không ít người vi quan, còn có mấy phóng viên tới quay chụp, em hỏi ra mới biết họ là người Xuân Dương. Trong lòng Trương Dương trầm xuống, cuộc phong ba giới đấu của thôn Chu Tiểu Kiều thực sự gây ra sóng to gió lớn rồi. Chỉ bằng vào những lão bách tính này thì không thể khiến cho chuyện thành lớn như vậy, ở sau lưng khẳng định là có cao nhân chỉ điểm. Trương Dương nói lại chuyện này cho Tần Thanh, tố dưỡng chính trị của Tần Thanh không nghi ngờ gì nữa là hơn hắn rất nhiều, cô ta nhạy bén phát giác ra ở bên trong tồn tại vấn đề rất lớn, nếu như nói thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều tụ tập ở trước cửa chính phủ huyện ủy thì còn có thể hiểu được, người nhà của người chết bỏ qua Giang Thành mà trực tiếp kiện tới tận tỉnh lý, chuyện này có huyền cơ rất lớn. Hiện tại ngay cả Trung ương cũng có nghe nói tới chuyện này, có thể khẳng định là ở phía sau chuyện này có kẻ lửa cháy thêm dầu. Thậm chí là trực tiếp sắp đặt kế hoạch. Hai người tìm một hàng nước lộ thiên rồi ngồi xuống, Trương Dương kể lại những lời mà mới rồi Cố Doãn Chi đã nói với hắn, lông mày Tần Thanh hơi nhíu lại, trầm thư một hồi lâu mới nói chuyện lần này là nhắm vào Đỗ Thiên Giã. Trương Dương cũng thấy vậy, hắn thở dài, nói Đỗ Thiên Giã chỉ là trùng hợp tới núi Thanh Đài mà thôi. Tần Thanh nói, có lẽ chuyện này từ ban đầu đã không tính vào trong kế hoạch, nhưng sau khi gã vừa hay bị liên đới vào sự kiện giới đấu này, một số kẻ bày mưu ẩn nấp ở phía sau bắt đầu lợi dụng chuyện này để làm to chuyện, mà rất kỳ quái, bọn chúng vì sao không trực tiếp hướng mục tiêu vào Đỗ Thiên Giã mà lại nhắm vào Trần Sùng Sơn. Nếu như em là Đỗ Thiên Giã, em hoàn toàn có thể sống chết mặc bây, bảo trì trầm mặc trong chuyện này, giao vấn đề của Trần Sùng Sơn cho người khác xử lý. Trương Dương nói, gã không thể làm vậy được. Tần Thanh kinh ngạc nhìn hắn. Trương Dương nói khẽ Trần Sùng Sơn là cha ruột của Đỗ Thiên Giã đấy.
Gì cơ? Vẻ mặt của Tần Thanh lúc này là vô cùng kinh hãi, cô ta không thể nào tin rằng, Trần Sùng Sơn ẩn cư sơn dã không ngờ lại có quan hệ cha con với bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã. Trương Dương tuyệt đối tín nhiệm Tần Thanh, nếu không cũng sẽ không nói cho cô ta biết chuyện quan trọng này. Trương Dương nói, cho nên, Đỗ Thiên Dã không thể nào trơ mắt nhìn cha ruột của gã bị rơi vào vòng lao lý, với tính tình của gã, nếu Trần Sùng Sơn xảy ra chuyện, gã sẽ bất chấp mọi giá để cứu ông ta. Tần Thanh gật đầu, nếu cô ta ở vị trí của Đỗ Thiên Dã, cô ta cũng sẽ làm vậy. Trương Dương nói, bí thư Cố tối nay chỉ điểm cho anh, thế là anh liền gọi điện thoại cho ông ngoại của Yên Nhiên, chuyện này để ông giải quyết từ từ tốt hơn là để Đỗ Thiên Dã ra tay nhiều. Tần Thanh nói, chuyện này trừ anh ra còn có ai khác biết nữa. Trương Dương nghĩ một chút rồi lắc đầu, còn có mấy lão chiến hữu của Trần Sùng Sơn. Tần Thanh nói, chúng ta thử suy luận nhé, nếu như kẻ đứng sau chuyện này biết quan hệ giữa Trần Sùng Sơn và Đỗ Thiên Dã, hắn sẽ biết đối phó với Trần Sùng Sơn chẳng khác nào là đối phó với Đỗ Thiên Dã, cho nên mới bắt đầu từ trên người Trần Sùng Sơn. Sau khi trải qua một phen phân tích của Tần Thanh, Trương Dương cảm thấy sáng tỏ thông suốt, hắn vỗ đùi nào, anh ích, anh sao không nghĩ tới nhỉ? Tần Thanh có chút giận dỗi chừng mắt lườm hắn, trách hắn lại nói tục. Trương Dương nói, xem ra anh phải về Giang Thành một chuyện rồi. Tần Thanh nói, anh về cũng chẳng để làm gì, chuyện đã xảy ra rồi, chuyện quan trọng nhất hiện giờ chính là dìm nó xuống, không để cho sự việc khoách đại thêm một bước. Trương Dương nói, dìm thế nào? Bọn họ mồm năm miệng mười muốn tìm Trần Sùng Sơn đòi mạng, chẳng lẽ thật sự phải đưa Trần Sùng Sơn vào tù thì họ mới cam tâm ư? Tần Thanh nói, cho dù là đi theo trình tự pháp luật chính quy, Trần Sùng Sơn cũng sẽ không bị xử nặng, kẻ bày mưu chắc biết rõ chuyện này, cho nên hắn cố ý khiến cho thanh thế thật lớn, mục đích chính là để nhiều người chú ý tới chuyện này, khiến Đỗ Thiên Dã cưỡi hổ khó xuống. Trương Dương nói, anh vẫn phải về, phía núi Thanh Đài anh có thể làm chút việc, anh không tin lại tà như vậy, một nhà Chu Hồng Vệ hắn có khí phách như vậy ư? Tần Thanh nói, anh ngàn vạn lần đừng có về. Vũng nước đục này đã đục lắm rồi, anh nếu như còn nhúng tay vào. Đỗ Thiên Dã cũng không phải là người không có bối cảnh, thân là bí thư thị ủy Giang Thành, gã chắc phải có tố chất lâm nguy bất loạn. Chuyện này cứ để gã giải quyết đi. Chương 332, lửa cháy đổ thêm dầu. Trận mưa của Giang Thành đã đổ 2 ngày rồi, song vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, từ sau khi sự kiện giới đấu xảy ra, thôn Chu Tiểu Kiều một mực không được an tĩnh. Trong nhà Chu Hồng Vệ thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy mấy tiếng khóc lóc, đó là của mẹ và anh em của hắn. Vợ và con cái của Chu Hồng Vệ đều tới Đông Giang, bọn họ muốn kiện, muốn chính phủ trả lại công đạo, muốn Trần Sùng Sơn đền mạng. Chu Hồng Tinh ngồi trong lều linh cữu, vừa hút thuốc vừa lớn tiếng nói, mẹ kiếp, em không tin là không có chỗ nào nói lý cả, huyện lý không lên tiếng, vậy thì chúng ta kiện tới tỉnh lý mà không lên tiếng thì chúng ta kiện tới trung ương. Nhất định phải đòi lại công đạo cho anh em của mình. Anh cả Chu Hồng Quân trừng mắt lườm gã, đánh mắt ra hiệu cho gã, hai anh em đi tới cạnh đống cỏ khô ở trong vườn. Chu Hồng Quân nói khẽ, mày chú ý cái mồm một chút, ngàn vạn lần đừng có mà nói lung tung. Chu Hồng Tinh nói, sợ cái gì, anh em của mình chết, em muốn đòi công đạo không được à? Chu Hồng Quân nói, mày tối qua thua hơn 500 đồng đúng không? Chu Hồng Tinh hậm hực nói, mẹ kiếp, cái đám chó đó thông đồng chơi em. Chu Hồng Quân tức đến nỗi túm lấy tai gã, mày có não không đấy, giờ là lúc nào mà còn đi đánh bạc, tiền đó tự dưng mà có à? Chu Hồng Tinh khó khăn lắm mới gạt được tay của anh trai ra, mặt mày khổ não nói, không phải chỉ là 500 đồng thôi ư. Có gì mà không thua được? Chu Hồng Quân nói, mày thông minh một chút đi, để người ta biết chuyện chỗ tiền này thì chúng ta phải làm sao? Lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Hai anh em ngây người, vội vàng chạy ra xem. Hai chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa nhà họ, sáu cảnh sát bước ra, một người trong đó nghiêm giọng chất vấn, ai là Chu Hồng Tinh? Chu Hồng Tinh ngẩng đầu ưỡn ngực bước lên, là tôi, có chuyện gì vậy? Cảnh sát đó uy nghiêm nó, bắt lại. Chu Hồng Tinh nghe thấy là muốn bắt gã, quay người định bỏ chạy, nhưng hai cảnh sát đã xông lên bẻ quạt tay gã ra sau đó thì áp giải lên xe cảnh sát. Chu Hồng Quân vội vàng chạy theo, đồng chí cảnh sát, các anh không thể tùy tiện bắt người như vậy được. Người cảnh sát đó lấy lệnh bắt ra, nhìn cho rõ đi, chúng tôi có phải là tùy tiện bắt người hay không? Anh ta có liên quan tới một vụ án trộm cắp, người mà chúng tôi muốn bắt chính là anh ta. Tối hôm đó trong thôn Chu Tiểu Kiều không chỉ có một mình Chu Hồng Tinh bị bắt, còn có 6 thôn dân nữa,
những người này đều có phần tham dự vào cuộc giới đấu và cướp tài vật ngày hôm đó. Lệnh bắt những người này là đích thân cục trưởng cục công an huyện Xuân Dương Thiệu Vệ Giang ký, thượng cấp cực kỳ bất mãn đối với cách xử lý của bọn họ trong chuyện này, Thiệu Vệ Giang sau khi suy nghĩ liền đưa ra quyết định dùng trọng quyền xuất kích, phải dùng hành động thực tế để trấn nhiếp những thôn dân hay gây chuyện này, đồng thời lợi dụng chuyện này để di dời sự chú ý của họ đối với Trần Sùng Sơn. Khi bốn chiếc xe cảnh sát đang chuẩn bị rời khỏi thôn Chu Tiểu Kiều, thôn dân nghe thấy tin tức liền ùa ra. Hiện trường rơi vào cảnh hỗn loạn, thôn dân bị kích động vây quanh xe cảnh sát của họ, có người còn bắt đầu cầm đá ném vào xe cảnh sát, tối nay của thôn Chu Tiểu Kiều đã được định trước là không yên bình. Đỗ Thiên Dã gần đây nghỉ ngơi không được tốt, lúc 2 giờ sáng, cục trưởng cục công an Vinh Bằng Phi gọi điện thoại tới, báo cáo với gã chuyện phát sinh xung đột giữa cảnh sát và thôn dân thôn Chu Tiểu Kiều. Đỗ Thiên Dã nghe xong liền nổi giận, càng xử lý nhẹ nhàng thì càng xảy ra chuyện, thôn Chu Tiểu Kiều này lúc nào mới hết chuyện đây? Đỗ Thiên Dã tức giận nói, lão Vinh, thế là sao? Anh không phải là nói tình hình đã được khống chế rồi ư, vì sao lại đột nhiên kích hóa như vậy? Vinh Bằng Phi cũng đầy một bụng tức, tôi cũng không ngờ Thiệu Vệ Giang lại để như vậy, không biết là gã nghĩ cái gì nữa. Đỗ Thiên Dã nói, lão Vinh, anh lập tức tham gia vào chuyện này, không thể để chuyện tiếp tục to ra nữa. Vinh Bằng Phi nói, tôi biết, tôi đang tới Xuân Dương đây. Bí thư Đỗ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Đỗ Thiên Dã gác điện thoại, có chút mệt mỏi dựa vào salon, vào những lúc như thế này, trong lòng gã cảm thấy cô độc không sao kể xiết, bên cạnh ngay cả một người bạn để chút bầu tâm sự cũng không có. Ăn chiếu theo sự giải thích của Thiệu Vệ Giang, gã là muốn lợi dụng phương thức này để trấn nhiếp những người dân của thôn Chu Tiểu Kiều, để tránh chuyện bao vây chính phủ huyện ủy lại phát sinh, nhưng trên thực tế lại chẳng khác nào lại kích hóa cục diện vừa mới hỏa hoãn, bất kể xuất phát điểm của Thiệu Vệ Giang là gì, hậu quả tạo thành đều không tốt. Trong lòng Đỗ Thiên Dã nảy sinh một loại cảm giác bất lực, cảm giác này khiến gã thấp thỏm bất an, trước đây gã chưa từng hoài nghi năng lực chấp chính của mình. Gã cho rằng mình có thể điều khiển tốt con thuyền lớn Giang Thành này, nhưng hiện tại gã phát giác Giang Thành trên dưới đầy sóng ngầm, không biết lúc nào sẽ nổi lên sóng lớn ngập trời. Từ lúc bị quấn vào cuộc giới đấu tới nay, Đỗ Thiên Dã cảm thấy mình rơi vào trong một vũng lầy vô hình, vô số bàn tay đang kéo gã xuống, khiến gã không thể thoát ra, càng lún càng sâu. Di động trong tay Đỗ Thiên Dã liên tục xoay tròn, gã mở danh bạ điện thoại ra, khi trên màn hình xuất hiện một dãy số, gã hơi do dự một chút, chần chừ khoảng 10 giây rồi mới ấn phím. Giọng nói của Tô Tiểu Hồng không hề lộ ra vẻ mệt mỏi, cô ta nói khẽ, khuya vậy rồi còn gọi, có việc gì à? Đỗ Thiên Dã lúc này mới nhớ ra giờ mới là 2 giờ sáng, gã áy náy nói, xin lỗi. Tôi ấn nhầm số, khuya vậy rồi còn làm phiền cô, thật là ngại quái. Tô Tiểu Hồng cười nói, nhầm thì cũng nhầm rồi, tôi cũng không ngủ được, muộn vậy rồi anh còn định làm phiền ai thế? Đỗ Thiên Dã chỉ cười cười, hỏi khẽ gần đây tốt chứ? Tô Tiểu Hồng ừ một tiếng, sinh ý không tồi, đã vào quỹ đạo rồi, tôi có thể thoải mái đưa cho em trai lo liệu, đang chuẩn bị đi du lịch đây. Đỗ Thiên Dã nói, đi ra ngoài cũng tốt, cả ngày bận làm ăn, tinh thần căng thẳng quá độ thì không tốt cho thân thể đâu. Tô Tiểu Hồng cười cười, nói tôi thấy là tinh thần anh lúc nào cũng căng thẳng mới đúng, nỗi lo của tôi chẳng qua chỉ là một quán ba hoàng gia giả nhật, còn nỗi lo của anh là cả Giang Thành, tôi mệt còn có thể đi du lịch, anh mà ra ngoài thì cũng là đi công tác. Đỗ Thiên Dã thở dài, nói cái này cũng là thân bất do kỷ, người ta khi bước vào sĩ đồ rồi thì chẳng khác nào là vứt bỏ tự do. Tô Tiểu Hồng nói, nên thả lỏng một chút. Kỳ thực Tô Tiểu Hồng cũng có nghe nói với sự kiện giới đấu phát sinh ở núi Thanh Đài, nhưng cô ta biết những chuyện kiểu này không tiện hỏi, Đỗ Thiên Dã gọi điện thoại cho cô ta tuyệt đối cũng không phải là nhầm số, tuy không nhìn thấy Đỗ Thiên Dã, nhưng Tô Tiểu Hồng vẫn có thể từ trong giọng nói của gã mà cảm thụ được nỗi cô độc này. Sự mẫn cảm của phụ nữ nói với cô ta rằng, Đỗ Thiên Dã nhất định gặp phải phiền phức, gã có tâm sự. Đỗ Thiên Dã nói, muộn rồi, cô ngủ đi. Tô Tiểu Hồng nói khẽ, anh cũng ngủ sớm đi. Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi. Sở Trấn Nam hối hả tới Giang Thành, lão tướng quân này không thèm nghỉ ngơi, ngay lập tức tới nhà khách Kim Thuẫn thăm lão chiến hữu Trần Sùng Sơn bị giam giữ ở đây. Có thường ủy thành phố Giang Thành, tư lệnh quân khu Giang Thành Quách Lượng đi cùng, lão tướng quân ở Giang Thành có thể coi là không gặp trở ngại gì. Lúc Sở Trấn Nam bước vào phòng, Trần Sùng Sơn đang nhoài người trên bàn viết chữ, hàng chữ viết rồi ngay ngắn, chứng tỏ ông ta rất chuyên tâm. Cho dù là Sở Trấn Nam và Quách Lượng tới,
Trần Sùng Sơn cũng không quay đầu lại nhìn lấy một cái. Quách Lượng vốn định lên tiếng, nhưng Sở Trấn Nam chìa tay ra ngăn y lại, ông ta mỉm cười bước tới, lại thấy Trần Sùng Sơn đang viết xuất sư biểu của Gia Cát Lượng. Trần Sùng Sơn lại viết thêm 10 phút nữa mới xong, Sở Trấn Nam đứng ở bên cạnh xem 10 phút. Trần Sùng Sơn chậm rãi đặt bút lông sói xuống, duỗi tay, quay người lại, nói, lão Sở, ông sao lại tới đây? Sở Trấn Nam cầm bức tranh chữ lên, nói tôi thích, tặng tôi nhé. Trần Sùng Sơn cười nói, ông cũng biết thưởng thức thư pháp à? Thích thì cầm đi. Sở Trấn Nam nhìn một lúc mới đặt bức tranh chữ lên bàn, thấy Quách Lượng vẫn đứng ở trong phòng, bực bội phất phất tay, ra ngoài đợi đi, tôi có lời muốn nói với lão Trần. Quách Lượng tuy là tư lệnh viên của quân phân khu Giang Thành, nhưng ở trước mặt Sở Trấn Nam lại chỉ có nước chịu nghe chửi, y cười cười, ra hiệu cho hai cảnh sát phụ trách canh gác, mấy người cùng nhau rời khỏi phòng. Sở Trấn Nam nhìn thấy Trần Sùng Sơn không hề có vẻ gì khác lạ, lúc này mới thấy yên tâm, ông ta ngồi xuống mép giường, nói, lão Trần, ông đúng là gớm thật. Rời bộ đội lâu vậy rồi mà bắn súng vẫn chuẩn như vậy. Khá lắm. Trần Sùng Sơn thở dài, nói tôi không muốn giết hắn, chỉ là phát này bắn chệch cho nên mới khiến hắn mất mạng. Sở Trấn Nam nói, cái đám cặn bã xã hội này nên giết, có gì mà lo. Tôi vừa hỏi rồi, phòng vệ chính đáng, không có vấn đề gì cả. Ông ta lại nhìn hoàn cảnh của căn phòng, gật đầu, nói, bọn nhóc con này cũng tính là có lương tâm. Trần Sùng Sơn nói, lão Sở, sao ông biết chuyện của tôi? Sở Trấn Nam nói, Trương Dương gọi điện thoại cho tôi, hắn nói ông gặp chút phiền phức, hiện tại người nhà của người bị chết luôn miệng đòi ông phải đền mạng, tôi sợ ông có chuyện nên vội vàng tới đây. Trần Sùng Sơn không biết gì về tin tức bên ngoài, hai ngày nay chỉ ở trong nhà khách Kim Thuẫn, ở trong trạng thái bị phong bế. Lúc nhàn rỗi cũng chỉ biết viết chữ, bởi vì Đỗ Thiên Giã đã đặc biệt dặn dò, nên Vinh Bằng Phi tiến hành quan chiếu đặc biệt đối với Trần Sùng Sơn, để ông ta ở lại đây cũng là bảo hộ cho ông ta. Điều mà Trần Sùng Sơn lo lắng nhất là chuyện này sẽ mang tới ảnh hưởng không tốt cho con trai, đối diện với lão chiến hữu Sở Trấn Nam này, ông ta cũng không giấu giếm, nói khẽ, lão Sở, tôi thế nào cũng không sao, chỉ không muốn chuyện này khiến Đỗ Thiên Giã bị liên lụy. Sở Trấn Nam nói, ông nổ súng là để cứu nó. Sao mà không liên lụy cho được? Nó là con trai ông, không thể trơ mắt người làm cha như ông xảy ra chuyện được. Trần Sùng Sơn cười khổ, lão Sở, ông vẫn chưa hiểu tâm tư của tôi à? Sở Trấn Nam nói, thằng nhóc Trương Dương đó là một tên quỷ cơ linh, hắn gọi điện kể nguyên nhân của chuyện này cho tôi, lại sợ Đỗ Thiên Giã khó xử nên bảo tôi ra mặt bảo vệ ông. Ông yên tâm đi, chuyện của hai cha con ông tôi không nhắc đến một chữ nào cả. Trần Sùng Sơn lúc này mới yên tâm. Theo tính khí của Sở Trấn Nam thì hiện tại phải đón Trần Sùng Sơn tới sở chiêu đãi của quân phân khu, nhưng Trần Sùng Sơn lại không muốn khiến chuyện này trở thành ầm ĩ hơn, nói rằng sống ở Kim Thuẫn cũng không có gì không tốt cả, hệ thống công an một mực rất lễ độ đối với ông ta, chiếu cố cũng rất chu đáo. Sở Trấn Nam quay về xe jeep của mình, Quách Lượng nói, tư lệnh, ông ta sao rồi? Sở Trấn Nam nắm chặt quyền đầu, đã mời luật sư chưa? Lão Trần rõ ràng là phòng vệ chính đáng. Phía cảnh sát vì sao lại muốn giam giữ ông ta? Cái đám thôn dân đó thì dựa vào gì mà kiện người ta? Phạm pháp, làm chuyện sai trái, không ngờ còn dám kiện cáo lung tung, trong mắt chúng còn có vương pháp nữa không? Quách Lượng cười nói, tư lệnh, vụ án vẫn chưa kết thúc mà. Có ai nói là Trần Sùng Sơn phạm tội đâu, cục công ai đưa ông ấy vào đây chẳng phải là vì để bảo hộ cho ông ấy ư? Đây cũng là kế quyền nghi thôi, phải tính đến áp lực của dư luận xã hội chứ. Sở Trấn Nam tức giận nói, áp lực dư luận cái gì, con mẹ nó toàn là vô nghĩa cả, lão Trần là phòng vệ chính đáng, nên được phán vô tội và phong thích, ai dám gây chuyện nữa thì điều bộ đội tới, một người lo một người không được thì chúng ta hai người lo một, tôi cũng muốn xem người gây chuyện có nhiều hơn bộ đội không. Quách Lượng chỉ cười. Sở Trấn Nam nói, cười cái gì, thằng chó cậu cũng không phải là hạng tốt lành gì cả, trơ mắt nhìn lão chiến hữu của tôi bị người ta khi phụ mà không giúp đỡ. Quách Lượng ở trước mặt Sở Trấn Nam chẳng bao giờ dám tức giận, tư lệnh, ông yên tâm đi, theo tôi thấy Trần Sùng Sơn không sao đâu, đám người này ngoài mặt thì là kiến cáo Trần Sùng Sơn, nhưng trên thực tế là nhắm vào Đỗ Thiên Giã, chỉ cần bí thư Đỗ giải quyết được vấn đề, vậy thì chuyện phía này tất nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng thôi. Sở Trấn Nam nói, nhắm vào Đỗ Thiên Giã cũng chẳng khác nào nhắm vào Trần Sùng Sơn. Quách Lượng đương nhiên không hiểu được hàm nghĩa chân chính trong câu nói này của Sở Trấn Nam. Y mỉm cười, tư lệnh,
ông khó lắm mới tới Giang Thành một chuyến, lần này phải ở chơi vài ngày nhé, tôi sẽ cùng ông đi tới các nơi để chơi. Chơi cái rắm, lão chiến hữu của tôi đang bị giam lỏng, tôi có tâm tình để chơi à? Quách Lượng nói, ông cứ nghỉ ngơi đi đã, Tạ Chí Quốc và Hồng Trường Vũ đều gọi điện tới rồi, bọn họ tối nay sẽ tới, ông là tư lệnh, loại chuyện nhỏ này vốn không cần ông phải phí tâm, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này một cách khiến ông hài lòng, Trần Sùng Sơn khẳng định sẽ được bình an, tôi đảm bảo đấy. Sở Trấn Nam lúc này mới thoải mái hơn một chút, gật gật đầu, nói, được, tôi tin cậu lần này, Trần Sùng Sơn lúc nào được thả thì tôi rời khỏi Giang Thành lúc đó, nếu không tôi sẽ ở nhà cậu cả đời. Quách Lượng cười ha ha, nói tôi cầu còn không được nữa là. Quách Lượng ngoài miệng thì nói nghe rất đơn giản, nhưng trong lòng thì hiểu rõ chuyện này không dễ làm, hiện tại trong thể chế Giang Thành ai cũng biết rằng có người mượn việc này để chọc ngoáy, mục tiêu lần này chính là bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã. Chiều ngày hôm đó thị ủy Giang Thành mở cuộc họp thường ủy. Hôm nay tới rất đủ, mỗi người đều từ trong sắc mặt u sầu của Đỗ Thiên Dã nhìn ra tâm tình của vị bí thư thị ủy này rất xấu. Cuộc họp bắt đầu từ Vinh Bằng Phi báo cáo lại cuộc xung đột của cảnh sát và thôn dân phát sinh ở thôn Tiểu Kiều tối qua. Vinh Bằng Phi nói, trong cuộc xung đột tối qua tổng cộng tạo thành 6 cảnh viên bị thương, có điều đều là bị thương nhẹ, 3 chiếc xe cảnh sát bị hủy. May mà trong quá trình xung đột, cảnh sát chúng tôi bảo trì được sự khắc chế tương đối, cho nên hiện trường không có bách tính bị thụ thương. Nói tới đây y hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, lúc đó có phóng viên đang thu thập tin tức ở thôn Chu Tiểu Kiều. Vừa hay chụp lại được cảnh cảnh sát và thôn dân xung đột. Phó thị trưởng thường vụ Lý Trường Vũ nhíu mày, nói, vừa hay ư. Trong thiên hạ lấy đâu ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Người dân của thôn Chu Tiểu Kiều này đúng là không đơn giản. Kiện tới huyện Lý, tới thị Lý rồi tới tỉnh Lý, không ngờ còn đưa chuyện này tới tận Kinh Thành. Tôi làm ở Xuân Dương nhiều năm như vậy mà sao không phát hiện họ lợi hại vậy nhỉ? Chủ nhiệm đại biểu nhân nhân Triệu Dương Lâm nói, bách tính hiện tại đã khác với ngày xưa rồi. Thông qua báo chí TV bọn họ có thể hiểu được rất nhiều chuyện, bọn họ đều có ý thức pháp luật. Bộ trưởng tổ chức Từ Bưu nắm lấy ngay lỗi trong lời nói của Triệu Dương Lâm, cười lạnh bảo có ý thức pháp luật ư. Có ý thức pháp luật mà lại làm vậy à? Cướp đoạt tài vật của quốc gia, tự tiện giới đấu, bao vây cơ quan quốc gia, kháng cự cảnh sát chấp pháp, cái này gọi là ý thức phạm luật à? Đúng là nực cười. Mặt Triệu Dương Lâm đỏ bừng lên, câu này nói quả thật là đầy sơ hở. Chẳng trách lại bị người ta nói móc, y ho khan một tiếng, nói tôi không phải là có ý đó, tôi là nói bọn họ có kiến thức hơn xưa nhiều. Đỗ Thiên Dã nói, sự kiện giới đấu ở núi Thanh Đài đã phát sinh được mấy ngày rồi, chuyện không những không lắng lại, thậm chí càng ngày càng có xu thế ác liệt hơn, một chuyện hết sức rõ ràng, vì sao lại thành phức tạp như vậy? Vì sao lại ầm ĩ tới mư xê ai ai cũng biết, tôi nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại một chút. Khi chúng ta quan chú cải cách mở cửa thì đồng thời cũng bỏ qua xây dựng văn minh tinh thần, cho nên mới để phát sinh ra sự kiện tranh giành tài vật của núi Thanh Đài, cho nên mới phát sinh sự kiện giới đấu đổ máu. Triệu Dương Lâm chậm rãi nói, hiện tại mấu chốt của vấn đề là Trần Sùng Sơn không phải là phòng vệ chính đáng. Đỗ Thiên Dã lạnh lùng nhìn Triệu Dương Lâm, gã gần từng chữ, lúc đó tôi cũng có mặt, Trần Sùng Sơn nếu như không nổ súng, vậy thì tôi sẽ chết dưới cái sẻng của Chu Hồng Vệ rồi. Tôi có thể chứng minh cho ông ta là vì tôi nên mới nổ súng. Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Mã Ích Dân nói, Bí thư Đỗ, chúng tôi tin những gì mà anh nói là sự thực, nhưng vấn đề hiện tại là người dân không tin, bọn họ cho rằng Trần Sùng Sơn đã giết người, Chu Hồng Vệ phạm pháp tất nhiên là có pháp luật chế tài, trên pháp luật anh ta cũng không bị xử bắn phải không? Trần Sùng Sơn giết anh ta, người dân không tiếp nhận được hiện thực này cũng là bình thường. Phó thị trưởng Viên Thành Tịch nói, không biết là ai phát tán tin tức, nói Trần Sùng Sơn vô tội được thả, cho nên mới kích hóa mâu thuẫn, chúng ta vẫn phải chiếu cố tới cảm thụ của người dân. Đỗ Thiên Dã tức giận nói, cái gì gọi là chiếu cố cảm thụ của người dân? Chẳng lẽ để chiếu cố tới cảm thụ của họ thì phải đưa một lão nhân vào ngục ư? Pháp luật chính là pháp luật, không cần phải chiếu cố cảm thụ của ai cả. Không ai nói gì, tất cả thường ủy đều cảm thấy Đỗ Thiên Dã đã mất đi sự lãnh tĩnh rồi. Đỗ Thiên Dã nói, làm bất cứ chuyện gì cũng phải tuân theo pháp luật của quốc gia, không nói tới nhân tình gì cả, tôi sở dĩ kiện chỉ nói Trần Sùng Sơn vô tội không phải là vì ông ta đã cứu tôi, mà là dưới loại tình huống đó, tôi nhìn thấy rất rõ ràng, tôi có thể giúp ông ta làm chứng. Tôi có thể chứng minh ông ta là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ nên mới nổ súng. Quách Lượng ho khan một tiếng, nói ai cho phép những phóng viên đó đưa tin vậy. Chuyện này không phức tạp,
là vấn đề phạm tội và chấp pháp, có liên quan gì tới phóng viên chứ? Bộ trưởng tuyên truyền Dương Khánh Sinh nói, hiện tại chú trọng tự do ngôn luận, phương diện giới đưa tin không dễ khống chế, nếu như đắc tội với họ, chuyện sẽ càng phát triển theo hướng bất lợi. Quách Lượng nói, tôi thấy chuyện này từ ban đầu đã xử lý có vấn đề rồi, lực độ chấp pháp không đủ cứng rắn, cho nên mới nhiều lần xuất hiện chuyện đối kháng với chính phủ. Y sở dĩ nói vậy là bởi vì có Sở Trấn Nam, lúc trước Quách Lượng đối với chuyện địa phương rất ít khi tham gia vào, nhưng lão tư lệnh vì chuyện này mà tự mình chạy tới Giang Thành đốc trận, biểu hiện của Quách Lượng tất nhiên là phải chủ động hơn một chút. Thái độ đột nhiên trở nên tích cực chủ động của Quách Lượng dẫn tới sự chú ý của các thường ủy, Triệu Dương Lâm liếc y một cái, thở dài, nói, chuyện hiện tại đã tới nước này rồi, chẳng lẽ muốn thực hành quân quản. Câu nói này khiến Quách Lượng rất khó chịu, y cao giọng nói, nếu như địa phương không xử lý được chuyện này, chúng tôi tuyệt đối có thể giúp đỡ duy trì trật tự bình thường của quốc gia. Thị trưởng Tả Viên Chiêu một mực trầm mặc cho tới hiện tại, ông ta cảm thấy đã tới lúc mình lên tiếng rồi, hắng giọng một cái rồi nói, chủ nhiệm Triệu nói đúng, mâu thuẫn toàn bộ đều tụ tập trên người Trần Sùng Sơn, theo như tôi biết thì Trần Sùng Sơn trước mắt tạm thời được giữ tại khách sạn Kim Thuẫn. Thế nào đi, theo trình tự bình thường, trước tiên giam giữ Trần Sùng Sơn, tất cả dùng pháp đình tuyên phán làm chuẩn. Điều mà Tả Viên Chiêu nói là phương pháp xử lý bình thường, trong việc xử lý chuyện của Trần Sùng Sơn lần này quả thật là thành phần bao che hơi nhiều một chút. Nhưng Tả Viên Chiêu không ngờ câu nói này của mình lại gây nên phản ứng cường liệt của Đỗ Thiên Dã. Đỗ Thiên Dã nói như chém đinh chặt sắt, không được. Tuyệt đối không được. Quách Lượng cũng cười nói, hiện tại bắt Trần Sùng Sơn là có ý gì? Để dẹp yên oán khí của người nhà người chết à, hay là để chứng tỏ sự công chính vô tư của chúng ta? Người ta chỉ cảm thấy chúng ta là đang sợ họ thôi. Vinh Bằng Phi không nói gì, trong chuyện của Trần Sùng Sơn, Đỗ Thiên Dã quả thật là biểu hiện quá khẩn trương. Từ góc độ của người bàng quan là y mà nói, Đỗ Thiên Dã nên đặt thân ngoài chuyện này mới đúng. Lúc này thư ký Giang Nhạc của Đỗ Thiên Dã vội vàng chạy vào, ghé vào tai gã nói gì đó. Đỗ Thiên Dã lập tức tuyên bố tan họp. Nguyên nhân Đỗ Thiên Dã đột nhiên cho tan họp là bởi vì tỉnh lý phái người tới. Người được phái tới là tổ công tác, tổ trưởng tổ công tác lần này do Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lưu Diễm Hồng đảm nhiệm, Phó tổ trưởng là Thính Phó trưởng Công an Điền Khánh Long, bọn họ lần này là do Bí thư tỉnh Tùy Cố Doãn Chi phái tới tìm hiểu tình huống. Đỗ Thiên Dã ở trong văn phòng của mình chiêu đãi hai vị lãnh đạo. Lưu Diễm Hồng mỉm cười, nói, Bí thư Đỗ, tôi biết là tôi không được hoan nghênh, nhưng Bí thư Cố đã phái bọn tôi tới tìm hiểu tình huống, chúng tôi cũng chỉ có thể trơ mặt ra mà tới thôi. Đỗ Thiên Dã cười nói, hoan nghênh hai vị tới Giang Thành chỉ đạo công tác. Điền Khánh Long nói, tôi cũng không phải là tới chỉ đạo công tác, tôi lần này tới là để tìm hiểu tình hình vụ án. Đỗ Thiên Dã nói, không ngờ sự kiện giới đấu phát sinh ở núi Thanh Đài lại dẫn tới nhiều sự chú ý như vậy, tôi rất lấy làm xấu hổ. Thân là bí thư thị ủy Giang Thành mà không xử lý tốt được chuyện này, khiến cho các lãnh đạo phải lo lắng. Lưu Diễm Hồng cười nói, anh đừng nói nhiều lời lẽ nhà quan như vậy. Trong lòng anh khẳng định là có điều đối chọi với chúng tôi. Thế này đi, chúng ta coi như là cuộc nói chuyện giữa bạn bè vậy, chúng tôi nói tình hình cho anh thì kể lại sự tình phát sinh một cách cụ thể cho chúng tôi, mọi người nói rõ chuyện ra, chúng tôi sau khi hiểu được tình huống rồi rất nhanh sẽ về tỉnh lý báo cáo lại cho bí thư Cố. Đỗ Thiên Dã nói, được, xin hai vị cứ hỏi. Lưu Diễm Hồng và Điền Khánh Long nhìn nhau, Lưu Diễm Hồng cười nói, lão Điền, anh trước đi. Điền Khánh Long nói, Bí thư Đỗ, chuyện mà tôi hỏi có liên quan tới án tình hôm đó, anh có thể kể lại một lượt về tình huống tường tận của cuộc giới đấu ngày hôm đó không? Đỗ Thiên Dã gật đầu, gã không phải là lần đầu tiên nói tới chuyện này, nhưng gã vẫn kiên nhẫn kể lại một lượt. Đợi Đỗ Thiên Dã nói xong, Điền Khánh Long hỏi, Bí thư Đỗ, lúc đó khi Chu Hồng Vệ lao về phía anh có phát hiện ra không? Đỗ Thiên Dã lắc đầu, nói, hắn từ phía sau lao về phía tôi. Tôi sao mà có thể phát hiện ra được? Điền Khánh Long nói, phát súng của Trần Sùng Sơn là từ lưng Chu Hồng Vệ bắn vào, cũng chính là nói, vị trí của Trần Sùng Sơn lúc đó là ở phía sau anh. Đỗ Thiên Dã gật đầu, không sai. Điền Khánh Long nói, anh căn bản không nhìn thấy Chu Hồng Vệ tập kích anh, nói một cách khác, anh không thể chứng minh là dưới tình huống an toàn tính mạng của anh bị uy hiếp cho nên Trần Sùng Sơn đã nổ súng. Đỗ Thiên Dã ngây ra. Câu nói này của Điền Khánh Long đã chỉ đúng chỗ yếu hại, gã cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, Đỗ Thiên Dã nói, ở hiện trường có rất nhiều người, còn có người có thể làm chứng. Đạo sĩ Lý Tín Nghĩa của Tử Hà Quan, còn có.
Gã nhớ tới Tô Viện Viện, lập tức dừng lại. Lưu Diễm Hồng nói, có phải là còn có Tô Viện Viện không? Đỗ Thiên Giã trước đây xuất thân từ Trung Kỳ ủy, đối với phương thức công tác không gì không len vào được của ủy ban kỷ luật đã hiểu rõ vô cùng, mình không cần thiết phải che giấu chuyện này, gã gật đầu, thản nhiên nói, không sai. Lưu Diễm Hồng nói, Tô Viện Viện vì sao lại ở hiện trường? Đỗ Thiên Giã nói, tôi và cô ta gặp nhau trên đường. Lưu Diễm Hồng cười nói, thật là trùng hợp. Đỗ Thiên Giã nói, núi Thanh Đài là khu phong cảnh, không ai quy định chỉ cho phép một mình tôi tới đó. Lưu Diễm Hồng lấy một bức ảnh ra đưa cho Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã nhận lấy bức ảnh, trên ảnh toàn là hình chung của hắn và Tô Viện Viện, Đỗ Thiên Giã trong lòng trầm xuống. Lưu Diễm Hồng là dùng phương thức này để bác bỏ lời nói dối của mình. Lưu Diễm Hồng nói, Bí thư Đỗ, anh trước đây từng công tác ở Trung Kỳ ủy, chắc hiểu làm sao để phối hợp với công tác của chúng tôi chứ? Đỗ Thiên Giã ném ảnh sang một bên, nói, những bức ảnh này là người khác gửi cho các vị ư. Lưu Diễm Hồng nói, đúng, gửi cho chúng tôi không chỉ có những tấm này thôi đâu. Đỗ Thiên Giã nói, ảnh không chứng minh được vấn đề gì cả, tôi thừa nhận. Hôm đó tôi đúng là hẹn với Tô Viện Viện cùng lên núi, tôi sở dĩ muốn giấu chuyện này, nguyên nhân chính là không muốn người hữu tâm lợi dụng chuyện này để gièm pha. Chuyện giới đấu không có liên quan gì tới Tô Viện Viện cả, cô ta chỉ vô tình bị kéo vào thôi. Điền Khánh Long nói chuyện vẫn tính là khách khí, Bí thư Đỗ, anh biết giấu chuyện này chẳng khác nào là giấu đi một chi tiết quan trọng không? Đỗ Thiên Giã nói, xin lỗi, tôi đã tạo thành khốn nhiễu cho phía cảnh sát. Kỳ thực chuyện này là Vinh Bằng Phi nhắc gã làm vậy, đã bị người khác phát hiện thì Đỗ Thiên Giã cũng chỉ có một mình thừa nhận thôi. Lưu Diễm Hồng cười nói, có thể là Bí thư Đỗ công tác ở Ủy ban kỷ luật lâu ngày, cho nên lòng đề phòng quá nặng, sợ chúng tôi sẽ lấy chuyện nhỏ này ra để bới móc, sợ ảnh hưởng quần chúng không tốt. Đỗ Thiên Giã nghĩ thầm trong lòng, các người không phải là lấy chuyện nhỏ ra để bới móc ư. Lưu Diễm Hồng nói, tôi còn có một vấn đề. Anh có thể nói rõ một chút quan hệ giữa anh và Trần Sùng Sơn không? Đỗ Thiên Giã chấn định như thường, nói, cha tôi lúc sinh tiền có quan hệ chiến hữu với Trần Sùng Sơn, ông ấy là thế thúc của tôi. Lưu Diễm Hồng gật đầu, nói, tình huống mà chúng tôi cần tìm hiểu trên cơ bản chỉ có vậy thôi. Đỗ Thiên Giã nói, xin chuyển cáo tới Bí thư Đỗ, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Lưu Diễm Hồng nói, tôi sẽ nói. Tô Viện Viện cúi đầu, 10 ngón tay đan vào nhau. Có thể nhìn ra là cô ta đang rất khẩn trương. Điền Khánh Long và Vinh Bằng Phi nhìn nhau, Vinh Bằng Phi nói, Tô Viện Viện, cô không cần phải khẩn trương, chúng tôi gọi cô tới là để tìm hiểu một số tình huống, cô nói thực ra, nói xong là có thể ra về. Tô Viện Viện gật đầu. Điền Khánh Long nói, hôm phát sinh giới đầu ở núi Thanh Đài cô có ở hiện trường phải không? Tô Viện Viện nói, đúng. Lúc tiếng súng vang lên cô đang làm gì? Tôi lúc đó rất sợ hãi. Bị người ta đẩy ngã xuống đất. Cô có nghe thấy tiếng súng không? Tô Viện Viện gật đầu. Điền Khánh Long lại nói, cô có nhìn thấy cảnh Trần Sùng Sơn nổ súng không? Tô Viện Viện ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lấp lánh vẻ sợ hãi tôi. Điền Khánh Long cười nói, cô không cần sợ, cô nhìn thấy gì thì cứ nói cái đó. Chỉ cần nói ra sự thực mà cô biết là được rồi. Tô Viện Viện nói, tôi không nhìn thấy, tôi chỉ nghe thấy tiếng súng. Cô có nhìn thấy Chu Hồng Vệ tay cầm sẻng từ phía sau công kích Đỗ Thiên Giã, cấu thành uy hiếp tới sinh mạng của ông ta không? Tô Viện Viện cắn môi, nói tôi, nhìn thấy, tôi thấy Chu Hồng Vệ tay cầm hung khí muốn công kích Bí thư Đỗ, tôi thấy Trần Sùng Sơn nổ súng. Giọng nói của Điền Khánh Long đột nhiên biến thành nghiêm khắc, nhưng cô vừa rồi đã nói rõ là cô không nhìn thấy ông ta nổ súng. Tô Viện Viện ôm mặt, đột nhiên bật khóc, ông đừng hỏi tôi nữa, tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi không nhìn thấy gì cả. Sắc mặt Vinh Bằng Phi biển đổi, lúc trước chứng cứ mà Tô Viện Viện cung cấp là cô ta tận mắt nhìn thấy Chu Hồng Vệ từ phía sau công kích Đỗ Thiên Giã, tạo thành uy hiếp tới sinh mạng của Đỗ Thiên Giã, cho nên mới dẫn tới Trần Sùng Sơn dùng súng bắn Chu Hồng Vệ. Nhưng hiện tại, cô ta lại lật lại toàn bộ chứng cứ. Vinh Bằng Phi dùng sức vỗ bàn, nói, Tô Viện Viện, cô bình tĩnh một chút đi, nói rõ lại chuyện phát sinh hôm đó. Cô phải biết rằng, khẩu cung có liên quan tới hướng đi sau cùng của vụ án, không thể nói linh tinh được. Điền Khánh Long nhìn Vinh Bằng Phi với ánh mắt trách cứ, câu nói này của y rõ ràng có thành phần ám thị ở bên trong. Nữ cảnh sát ở bên cạnh đi tới đưa khăn tay cho Tô Viện Viện, Tô Viện Viện lau nước mắt, chỉnh lý lại tình tự của mình, nói tôi thật sự là không nhìn thấy Trần Sùng Sơn nổ súng,
lúc đó Chu Hồng Vệ lao về phía bí thư Đỗ. Ngữ khí của Vinh Bằng Phi hòa hoãn hơn một chút, cô nhìn thấy Chu Hồng Vệ cầm sẻng lao về phía bí thư Đỗ, và muốn công kích anh ta. Tô Viện Viện nghĩ một chút rồi nói, tôi thấy anh ta xông về phía bí thư Đỗ, nhưng tôi không nhìn thấy anh ta cầm sẻng. Chương 333, giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu. Lời nói của Tô Viện Viện giống như là tiếng sấm nổ bên tai Vinh Bằng Phi. Y tràn đầy kinh ngạc nhìn cô gái này, đột nhiên ý thức được chuyện đã biến thành không thể khống chế được nữa rồi. Những lời nói này của Tô Viện Viện không nghi ngờ gì nữa sẽ đẩy Đỗ Thiên Dã vào thế bất lợi, càng khiến tiền cảnh của Trần Sùng Sơn bị phủ lên một tầng bóng râm. Mà phiền phức nhất là, nhân chứng số một nhìn thấy Trần Sùng Sơn nổ súng giết Chu Hồng Vệ chính là Tô Viện Viện. Tô Viện Viện đã cung cấp chứng cứ tương quan có lợi, vốn Đỗ Thiên Dã cũng là một nhân chứng, nhưng sau cuộc nói chuyện giữa Điền Khánh Long và gã, chứng minh Đỗ Thiên Dã không phải là nhân chứng mục kích, cho nên chỉ còn lại Tô Viện Viện và Lý Tín Nghĩa, cô ta lật lại chứng cung, chẳng khác nào không thể chứng minh Chu Hồng Vệ lúc đó tạo thành uy hiếp đến sinh mạng của Đỗ Thiên Dã, mà tính chất của một phát súng này của Trần Sùng Sơn sẽ đầy tính không xác định. Điền Khánh Long nói, Tô Viện Viện, tôi đã đọc chứng cung lúc trước của cô. Cô không phải đã nói như vậy, có thể nói cho tôi bía là vì sao không? Tô Viện Viện nuốt lệ, nói tôi sợ, chuyện lúc đó phát sinh quá đột ngột, sau chuyện, bí thư Đỗ nói với tôi, bảo tôi nói rằng. Bảo cô nói gì? Tô Viện Viện nói, anh ta bảo tôi nói chỉ là chẳng may gặp tôi, còn bảo tôi giúp chứng minh Chu Hồng Vệ lúc đó đã tạo thành uy hiếp tới sinh mạng của anh ta. Vinh Bằng Phi không nhịn được nữa, y gầm lên tức giận, Tô Viện Viện, tôi nhắc nhở cô. Nếu như ngụy tạo chứng cớ, cô sẽ phải chịu chế tài của pháp luật. Tô Viện Viện nói, tôi không có nói dối, những gì mà tôi nói đều là sự thực. Điền Khánh Long lấy bao thuốc ra, rút một điếu để châm, rít một hơi, sau đó gập hồ sơ lại, nói khẽ, được rồi, tôi hỏi xong rồi, cô có thể đi ra rồi. Sau khi Tô Viện Viện đi, Vinh Bằng Phi tức giận nói, cô ta đang nói dối. Điền Khánh Long nói, thân là cảnh sát, chúng ta phải tôn trọng chứng cứ thật sự. Tô Viện Viện dẫu sao cũng là đàn bà con gái, dưới tình huống như thế này, khủng hoảng sợ hãi cũng là điều khó tránh khỏi, những lời nói trước và sau không thống nhất cũng là rất bình thường. Vinh Bằng Phi nói, cô ta vì sao muốn nói rằng là Đỗ Thiên Dã bắt cô ta nói vậy? Chẳng lẽ muốn kéo Đỗ Thiên Dã xuống vũng bùn ư? Điền Khánh Long thở dài, chuyện của Giang Thành đúng là ùn ùn không dứt, một trận giới đấu không ngờ có thể ầm ĩ tới mức ai ai cũng biết. Rốt cuộc là năng lực của tầng lớp lãnh đạo Giang Thành có vấn đề hay là có người ở sau lưng cố ý gây chuyện? Vinh Bằng Phi nói, một vấn đề vốn rất đơn giản, sao càng lúc càng phức tạp như vậy nhỉ? Điền Khánh Long nói, xem ra người ta thật sự muốn chơi Đỗ Thiên Dã rồi. Sau khi Tống Hoài Minh xuống máy bay, trên đường từ sân bay về Đông Giang đã nghe thư ký báo cáo về chuyện gần đây phát sinh tại Giang Thành, Tống Hoài Minh cảm thấy chuyện này rất hoang đường. Một sự kiện phát sinh ở trong một thôn làng vùng núi không ngờ lại ầm ĩ tới mức này, y kéo cửa sổ xuống, nhìn cảnh vật ở bên ngoài. Lái xe lập tức giảm tốc độ. Tống Hoài Minh hít thở một hơi không khí trong lành, không khí của Đông Giang rõ ràng là ẩm ướt hơn Tĩnh An. Làm việc trên chính đàn nhiều năm, Tống Hoài Minh đã có một kết luận, không có lửa làm sao có khói, bất kỳ một gợn sóng nào ở trên chính đàn, sau lưng đều có thể tìm thấy động lực. Tống Hoài Minh tuy vẫn chưa rõ căn nguyên của chuyện này, nhưng y vẫn tin rằng, chuyện này khẳng định có người đang giật dây. Tống Hoài Minh gọi điện thoại cho Phó Thư ký Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lưu Diễm Hồng, từ miệng thư ký y biết được Lưu Diễm Hồng hiện tại đang ở Giang Thành. Lưu Diễm Hồng bật cười trong điện thoại, tỉnh trưởng Tống, anh xuống phi cơ trước tiên không báo cáo với phu nhân, không ngờ lại gọi điện thoại cho tôi, không sợ tổ phu nhân ghen à. Tống Hoài Minh cười ha ha, nói, bạn học, những người như chúng ta toàn bộ đều là thân bất do kỷ. Công tác thủy chung đặt ở hàng đầu, gia đình chỉ đành xếp sau thôi. Lưu Diễm Hồng nói, vậy tìm tôi là vì chuyện ở Giang Thành à? Tống Hoài Minh ừ một tiếng, ở trước mặt Lưu Diễm Hồng không cần phải giấu giếm gì cả. Lưu Diễm Hồng báo cáo sơ lược lại tình huống đã tìm hiểu được, sau đó bảo, Đỗ Thiên Dã trong chuyện này xử lý rất không minh trí, anh ta thân là bí thư thị ủy không nên dựa quá nhiều vào cảm tình mà xử lý sự việc. Tống Hoài Minh nói, Trần Sùng Sơn cứu anh ta một mạng. Cách làm hiện tại của anh ta cũng có thể hiểu được. Lưu Diễm Hồng nói, sự tình giới đấu núi Thanh Đài ngay cả truyền hình Hương Cảng cũng đưa tin, ảnh hưởng rất xấu. Tống Hoài Minh cười nhạt, nói, giới truyền thông Hương Cảng muốn nói sao thì nói, chuyện dẫu sao cũng đã phát sinh rồi, chúng ta làm sao mà quản được cái miệng của người ta. Lưu Diễm Hồng nói, chuyện giới đấu tuy không lớn,
nhưng lại dẫn phát một loạt phản ứng tiếp sau, Đỗ Thiên Dã có chút không dìm xuống được. Tống Hoài Minh nói, đó là vấn đề năng lực lãnh đạo của bản thân anh ta. Gác điện thoại, Tống Hoài Minh đành bỏ ý định về nhà, nói với lái xe tới tỉnh ủy. Cố Doãn Chi không cảm thấy bất ngờ vì Tống Hoài Minh đến gặp, ông ta bảo thư ký đi pha trà mang tới, mỉm cười nói, trà lá mà con rể anh tặng tôi đấy, thử đi. Tống Hoài Minh nói, bí thư Cố, chuyện của Giang Thành có phải là rất phiền phức không? Cố Doãn Chi cười nói, có gì mà phiền, loại chuyện nhỏ này mỗi ngày ở Bình Hải không biết phát sinh bao nhiêu lần, nếu như mỗi chuyện đều bắt chúng ta tự mình xử lý, e rằng chúng ta sớm đã mệt chết rồi. Tống Hoài Minh nói, nhưng chuyện lần này lại khác, nghe nói là rất ầm ĩ, ngay cả phía kinh thành cũng biết. Truyền hình Hương Cảng còn đặc biệt phát tin về sự kiện giới đầu ở núi Thanh Đài, điều này ảnh hưởng rất xấu tới hình tượng vừa mới được dựng lên của núi Thanh Đài. Cố Doãn Chi vừa phẩm trà vừa nói, trà lá mà Trương Dương tặng rất ngon, Hoài Minh, anh thử đi. Tống Hoài Minh kiên nhẫn phẩm trà. Cố Doãn Chi mỉm cười, cảm thấy lá trà thế nào? Tống Hoài Minh thật thà nói, tôi không hiểu lắm về trà. Có điều uống rất ngon. Cố Doãn Chi nói, làm quan nhiều năm như vậy, tôi sau cùng mới ngộ ra, thuyết vô vi mà chị của lão tử không phải là không có đạo lý. Tống Hoài Minh nhìn Cố Doãn Chi, trong lòng thầm phỏng đoán hàm nghĩa chân chính trong câu nói này của Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi nói, tôi nghe nói tới bác sĩ ngoại khoa có kỹ thuật rất cao minh, lần trước lúc anh ta mổ cho cha của mình, còn chưa cầm dao phẫu thuật lên đã ngã trên bục phẫu thuật rồi, chuyện này chứng minh, con người là động vật có tình cảm, quan tâm quá thì tất loạn. Những người làm quan như chúng ta cũng không ngoại lệ, muốn làm một người quan tốt, vậy thì phải bảo trì tâm thái vô vi mà chị, vô vi không phải là không làm gì, mà là cảnh giới dù Thái Sơn đổ sụp ở trước mặt cũng không động đậy. Tống Hoài Minh gật đầu, mặc kệ gió bão cứ yên ổn ngồi câu cá. Cố Doãn Chi mỉm cười, nói, gió thổi sóng dâng. Nếu như không thể bảo trì được tâm thái bình tĩnh, làm sao có thể nhìn ra hướng gió? Tống Hoài Minh nói, trận sóng gió này không nhỏ. Cố Doãn Chi nói, phương thức xử lý không đúng, có đạo giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu. Một bí thư thị ủy liên quan tới một sự kiện giới đấu vốn chẳng là gì cả, nhưng anh ta không thể giữ được tâm thái chí công vô tư, bởi vì đương cục chi mê mà mất đi chính mình, tất nhiên là sẽ có người lợi dụng chuyện này để gièm pha, càng quan tâm tới chuyện này thì càng không thể thoát ra khỏi nó, thân ở trong chuyện, anh ta càng không thể nhìn ra được nên giải quyết chuyện này như thế nào. Tống Hoài Minh nói, tôi nghe nói bí thư Cố đã phái một tổ công tác tới điều tra tình huống. Cố Doãn Chi nói, mục đích mà tôi phái tổ công tác đi không phải chỉ để tìm hiểu Đỗ Thiên Dã, mà là cả tầng lớp lãnh đạo Giang Thành. Hai mắt Tống Hoài Minh sáng lên, Cố Doãn Chi quả nhiên là đa mưu túc trí. Cố Doãn Chi nói, Hoài Minh, tôi tin cậu có thể nhìn ra hướng gió. Rời khỏi văn phòng của Cố Doãn Chi, trong đầu Tống Hoài Minh vẫn vang vọng những lời nói ấy của Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi rõ ràng là đang ám chỉ gì đó, chuyện của Đỗ Thiên Dã xem ra chỉ là một góc của núi băng, chính đàn Bình Hải sóng ngầm cuồn cuộn, với bối cảnh của Đỗ Thiên Dã, người khác trước khi muốn làm khó gã, tất nhiên sẽ phải suy tính tổng thể, mà kẻ giật dây sau khi suy nghĩ cân nhắc, vẫn dám gây khó dễ cho gã, chứng tỏ kẻ thúc đẩy chuyện này phát triển tuyệt không phải là nhân vật bình thường. Lúc Tống Hoài Minh đang nghĩ tới thất thần thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói, chú Tống. Tống Hoài Minh ngẩng đầu lên, thấy Trương Dương từ trong thang máy bước ra, mặt mày tươi cười bước về phía y, nói, chú Tống, chú về nước lúc nào vậy? Tống Hoài Minh cười nói, vừa mới xuống máy bay, cậu tới tìm tôi à? Trương Dương lắc đầu, tới tỉnh ủy làm chút chuyện thôi, không ngờ lại gặp chú. Tống Hoài Minh gật đầu, tới văn phòng tôi ngồi một lát đi. Trương Dương dạ một tiếng, theo Tống Hoài Minh tới văn phòng của y. Tống Hoài Minh bảo Trương Dương ngồi xuống. Y đi vào trong phòng nghỉ lấy ra một cái kính râm đưa cho Trương Dương, nói, mua ở Pháp đấy, đeo chơi đi. Trương Dương được yêu quá mà sợ cẩn thận nhận lấy, cảm ơn chú Tống. Ở trong xe cháu có trà lá chuẩn bị cho chú, tẹo nữa cháu đi lấy mang cho chú thử. Tống Hoài Minh cười nói, thử rồi. Thử rồi ư, Trương đại quan nhân mặt mày đầy vẻ kinh ngạc. Tống Hoài Minh bổ sung, thử ở chỗ bí thư Cố rồi. Trương Dương bật cười, hai ngày trước cháu vì chuyện của bí thư Đỗ nên đặc biệt tới nhà bí thư Cố bái phỏng. Gã là muốn thông qua câu này để chuyển đề tài sang người Đỗ Thiên Dã. Kỳ thực điều mà Tống Hoài Minh đang quan tâm cũng là về chuyện này, Tống Hoài Minh nói, chuyện của Đỗ Thiên Dã tôi đã biết rồi, chuyện này sao lại thành to thế?
Trương Dương nói, khẳng định là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Cậu hình như rất rõ nội tình. Trương Dương ở trước mặt Tống Hoài Minh nói chuyện cũng không cố kỵ nhiều, hắn cười bảo, cháu công tác ở Giang Thành lâu như vậy, nếu như một chút nhận thức này cũng không có thì hai năm nay chẳng phải là lăn lộn uổng phí ư. Tống Hoài Minh cười nói, chữ lăn lộn này rất chuẩn xác đối với cậu. Trương Dương nói, chú Tống, cháu biết tật xấu của cháu không ít, nhưng chú cũng không thể phủ định thành tích công tác của cháu được. Tống Hoài Minh nói, thành tích công tác quả thật là phải khẳng định, có điều công tội đặt cạnh nhau thì rõ ràng là thành tích không nổi bật ra được đâu. Trương Dương cười hắc hắc, tính cháu hơi nóng một chút, hơn nữa chính nghĩa cảm quá mạnh, trong mắt không chịu nổi có hạt cát. Tống Hoài Minh bật cười, tôi không phải muốn cậu tự phê bình, mà cậu cũng đừng vội rát vàng lên mặt. Trương Dương nói, chú Tống, chuyện cháu lần trước đánh An Đạt Văn quả thật là có chút xung động, vì chuyện đó mà cháu phải chịu xử lý. Tất cả chức vị của cháu cũng bị phế hết rồi, hiện tại chính là dân đen chính trị treo khống cái chức phó ban. Tống Hoài Minh nói, cậu nên tự suy nghĩ lại chuyện đã qua. Trương Dương nói, có điều lần này cháu không hối hận, một là, cháu đã có một lời cảnh tỉnh tới bộ môn tương quan của quốc gia chúng ta, đối đãi với những thương nhân đầu tư này không thể vì hấp dẫn họ đầu tư mà hy sinh nguyên tắc, hai là, thông qua chuyện của cháu đã hấp dẫn được đám tiểu nhân ra ngoài sáng. Đám người này nhắm vào chuyện của cháu mà nhảy nhót lung tung, cái miệng nào cũng lộ ra hết, chuyện của Đỗ Thiên Dã lần này sở dĩ ầm ĩ đến như vậy vẫn là đám người này gây sự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Hoài Minh nói, cậu có chứng cứ không? Thân là một đảng viên, trước khi chưa có căn cứ thì đừng tùy tiện nói linh tinh. Trương Dương nói, cháu trước đây từng làm ở Xuân Dương, dạng sự kiện giới đấu này xảy ra không chỉ một lần. Lần đó cũng không đến nỗi dữ dội như vậy, phía này công an áp dụng hành động, phía kia có phóng viên nằm vùng đưa tin, lấy đâu ra nhiều chuyện trùng hợp thế. Cháu dám khẳng định, nội bộ của tầng lớp lãnh đạo Giang Thành có vấn đề. Tống Hoài Minh hờ hững nói, chắc hẳn là vậy. Trương Dương nói, cháu cũng bực, một chuyện nhỏ hết sức bình thường sao lại ầm ĩ đến mức này. Nếu cháu ở Giang Thành thì sẽ tuyệt đối không loạn như vậy đâu. Tống Hoài Minh cười nói, cậu mà ở Giang Thành thì không khéo còn khiến chuyện này ầm ĩ hơn ý chứ. Nói tới đây riêng đầu của Tống Hoài Minh đột nhiên linh cơ thoáng động, những lúc như thế này đưa Trương Dương về chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, bản sự lớn nhất của thằng ôn này chính là gây sóng gió, mà giờ sóng gió của Giang Thành đã nổi lên rồi, dứt khoát làm lớn hơn đi, thông qua cuộc nói chuyện với Cố Doãn Chi và Trương Dương, trong lòng Tống Hoài Minh đã có tính toán, chuyện của Đỗ Thiên Dã lần này khẳng định là có kẻ ở phía sau thúc đẩy. Thái độ của Cố Doãn Chi trong chuyện này không tích cực. Điều này có liên quan tới việc ông ta sắp về hưu, ông ta sở dĩ nói vô vi mà trị, chính là tâm thái của ông ta lúc này, bí thư Cố rõ ràng là không muốn trước khi lui xuống lại dính vào thị phi trên chính trị, ông ta muốn bình thản độ qua thời gian này. Nhưng Tống Hoài Minh thì khác, con đường chính trị của y còn rất dài, đối với sự kiện này của Giang Thành cũng không thể ngồi không để ý đến. Ai cũng biết rằng Đỗ Thiên Dã tới Giang Thành làm bí thư thị ủy là bởi vì có phó thủ tướng Văn, mà quan hệ giữa y và Văn gia cũng đã được nhiều người biết. Dưới tiền đề như vậy, đám cán bộ của Giang Thành dám khiêu chiến quyền uy của Đỗ Thiên Dã, nếu không phải là đầu óc có vấn đề thì cũng là có người ở phía sau chống lưng. Người ta đứng càng cao thì càng nhìn xa, Tống Hoài Minh có thể bước lên được vị trí như ngày hôm nay tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, từ thái độ của Cố Doãn Chi, từ tình huống nắm được hiện tại. Tống Hoài Minh đã có một loại dự cảm bất thường, xung lưng Đỗ Thiên Dã có phó thủ tướng Văn Quốc Quyền, người dám động tới Đỗ Thiên Dã ở trong chính đàn quốc nội cũng chẳng có mấy ai. Tống Hoài Minh liên tưởng tới sự kiện Trương Dương ẩu đả với An Đạt Văn lúc trước, phát hiện hai chuyện này có rất nhiều điểm chung. Trương Dương và Đỗ Thiên Dã đều có quan hệ mật thiết với Văn Quốc Quyền, hơn nữa hai chuyện này đều không phải là quá lớn, nhưng lại bị người hữu tâm phóng đại một cái vô hạn. Tống Hoài Minh bắt đầu suy nghĩ. Một loạt những chuyện này có quan hệ gì với chuyện Cố Doãn Chi sắp về hưu hay không? Những chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng cho y thế nào? Trương Dương thấy Tống Hoài Minh đột nhiên trở nên trầm mặc, cũng không dám làm phiền, mở hộp kính ra, lấy cái kính râm mà Tống Hoài Minh tặng cho hắn ra đeo lên, khổ nỗi không có gương, cho nên không nhìn thấy được bộ dạng của mình. Qua kính râm ánh sáng trong phòng trở nên ảm đạm hơn nhiều, trên mặt của Tống Hoài Minh cũng không hề có vẻ tươi cười. Từ góc độ này mà nhìn thì lộ ra vẻ có chút âm trầm, có thể thấy được tâm tư của y cũng rất nặng nề. Trương Dương lặng lẽ quan sát vị nhạc phụ tương lai này, đột nhiên cảm thấy tỉnh trưởng cũng không phải dễ làm, áp lực rất lớn. Mời cả Cố Doãn Chi sắp về hưu, nhìn bộ dạng của lão Cố chắc là muốn triệt để lui xuống,
Bí thư tỉnh ủy Bình Hải nếu như không có gì bất thì sẽ do Tống Hoài Minh tiếp nhiệm. Trương Dương từng tận mắt nhìn thấy cuộc tranh giành quyền lực giữa Lý Trường Vũ và Tả Viên Chiêu. Ở điểm này Tống Hoài Minh không nghi ngờ gì nữa là rất may mắn. Y tựa hồ như không có sự tồn tại của người cạnh tranh, song tất cả có thật sự giống như y tưởng tượng hay không? Tống Hoài Minh rơi vào trong trầm tư cả 5 phút, y thậm chí còn quên mất cả sự tồn tại của Trương Dương, cho tới khi y lại nhớ tới câu nói đó của Cố Doãn Chi, mặc kệ sóng gió ta vẫn ngồi yên ổn câu cá. Nhưng sóng gió lần này rõ ràng là của người khác, Cố Doãn Chi có thể ngồi yên câu cá nhưng y thì không. Y lại không thể biểu hiện ra vẻ quá chú ý, vào loại thời khắc mẫn cảm như thế này. Y phải nhanh chóng nắm chắc cục diện trong tay, hai quân gặp nhau người dũng thắng, khi chưa nhìn rõ kẻ ở phía sau giật dây là ai, mình không thích hợp làm ra động tác quá lớn. Giết gà không cần phải dùng dao mổ trâu, Đỗ Thiên Dã do quá quan tâm tới sự kiện giới đấu này cho nên liên tiếp mắc sai lầm, muốn giải quyết vấn đề này thì phải bắt tay từ ngọn nguồn. Ngón cái và ngón giữa của Tống Hoài Minh bóp bóp cằm, ánh mắt của y hướng về phía Trương Dương, cậu rất quen thuộc với tình huống của Xuân Dương phải không? Trương Dương vội vàng gật đầu, thằng ôn này đã mua vé tàu hỏa rồi, chuẩn bị hôm nay sẽ quay về, Đỗ Thiên Dã không những là lãnh đạo của hắn mà còn là anh em của hắn, hiện tại có thể gọi là thời kỳ thoái trào trong nhân sinh của Đỗ Thiên Dã, hắn nên về một chuyến, cho dù không giúp được gì thì hỏi thăm một tiếng cũng là điều nên làm. Tống Hoài Minh nói, cậu về một chuyến đi, tìm hiểu tình huống. Trương Dương gặp lúc có thể ra điều kiện thì tuyệt không hàm hồ, hắn ý thức được Tống Hoài Minh muốn mình đi giải quyết chuyện này. Trong lòng vui như nở hoa, nhưng ngoài mặt thì vẫn giả vờ khó xử, cháu hiện tại vẫn mang tội trên người, cháu về thì có thể làm được gì? Cháu cho dù chỉ là muốn tìm hiểu tình huống, nhưng với thân phận của cháu, ai thèm để ý đến cháu chứ? Tống Hoài Minh chỉ liếc một cái là nhìn ra mục đích của thằng ôn này, y cười nói, thế này đi, cậu về Giang Thành thì liên hệ với Phó Bí Thư Ủy Ban Kỷ luật Lưu Diễm Hồng, bảo cô ấy nói với Bộ Tổ chức Giang Thành các cậu một tiếng, tạm thời điều cậu tới Ủy Ban Kỷ luật tỉnh công tác. Lưu Diễm Hồng dẫu sao cũng không hiểu lắm về tình huống của Xuân Dương, công việc cũng khó mà khai triển được. Trương Dương vui đến nỗi gật đầu lia lịa, có vòng sáng của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, mình há chẳng phải là lợi hại hơn nhiều ư, muốn điều tra ai thì điều tra người đó. Mấy tên già các ngươi không phải là kết bè kết phái để chơi ta ư. Việc đầu tiên khi lão tử quay về Giang Thành chính là tìm các ngươi tính sổ. Tống Hoài Minh ở ngay trước mặt Trương Dương gọi điện thoại cho Lưu Diễm Hồng. Nói lại chuyện với Trương Dương tới. Lưu Diễm Hồng vừa nghe thấy là Trương Dương sẽ tới, có chút không hiểu ý tứ của Tống Hoài Minh, Trương Dương là con rể tương lai của Tống Hoài Minh thì cô ta biết rồi, nhưng Trương Dương cũng nổi danh là kẻ gây rối trên chính đàn Giang Thành, lần này hắn sở dĩ tới trường đảng của Đông Giang để học tập chính là bởi vì hắn đánh thương nhân đầu tư, cho nên bị lột sạch quan chức. Không ngờ chỉ nháy mắt, Tống Hoài Minh lại dùng đến hắn, đúng là tiến cử người không hiềm người thân. Lưu Diễm Hồng nghĩ thầm trong lòng, nhưng những lời này cô ta không nói ra, cô ta rất hiểu Tống Hoài Minh, biết rằng Tống Hoài Minh làm bất kỳ chuyện gì cũng kiểu không đánh trận không thắng chắc, y đã phái Trương Dương tới, tất có dụng ý của mình. Lưu Diễm Hồng nói, tỉnh trưởng Tống, lần này bí thư Cố với tôi và phó thính trưởng Điền tới, mục đích là để tìm hiểu tình huống chứ không phải là để giải quyết vấn đề. Tống Hoài Minh nói, có thể giải quyết đương nhiên là tốt nhất, cô không quen thuộc với tình huống của Xuân Dương. Còn Trương Dương trước đây từng công tác ở xã Hắc Sơn Tử, đối với tình huống cơ sở rất quen thuộc, để hắn về giúp đỡ các người chắc có thể mang lại tác dụng rất lớn. Lưu Diễm Hồng nói, vậy thì án chiếu theo ý của anh đi, để hắn gia nhập tổ công tác, có điều anh phải dặn dò hắn giữ kỷ luật. Tống Hoài Minh cười nói, những chuyện nhỏ này mà cần tôi phải nói ư. Cô cứ nói thẳng trước mặt hắn ấy. Nói xong Tống Hoài Minh liền gác máy. Lưu Diễm Hồng cầm điện thoại ngây ra cả nửa ngày. Điền Khánh Long ở bên cạnh nói, chuyện gì vậy? Tỉnh trưởng đại nhân có chỉ thị gì? Lưu Diễm Hồng nói, xem ra sắp náo nhiệt rồi đấy, Trương Dương sẽ quay về. Điền Khánh Long cười ha ha, nói, hắn về thì tốt. Cái bó đầy rối Giang Thành này cần một tay giao sắc. Lưu Diễm Hồng nói, ý tứ của tỉnh trưởng đại nhân là muốn để hắn tham gia tiểu tổ công tác liên hợp của chúng ta, thính trưởng Điền, phía công an thính của các anh thu nhận hắn luôn đi, xảy ra chuyện thì anh chịu trách nhiệm. Điền Khánh Long nói, tại sao là tôi phải chịu trách nhiệm? Cô là tổ trưởng, tôi chỉ là chức phó, xảy ra chuyện gì thì theo lý cô là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm chứ? Trương Dương bước ra khỏi bến tàu hỏa Giang Thành, Tống Hoài Minh bảo hắn đừng quá phô trương, cho nên chuyện hắn về Giang Thành chỉ là Lưu Diễm Hồng và Điền Khánh Long biết, ai ngờ vừa ra khỏi bến tàu thì gặp phải một trận mưa to,
Trương đại quan nhân cho dù có võ công cái thế, nhưng gặp phải mưa to thì cũng đành bất lực, thế là rất tự nhiên biến thành một con chuột lột, hắn khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi, vào trong xe, rút di động ở trong cặp ra gọi cho Lưu Diễm Hồng, thái độ của Trương Dương rất cung kính. Bí thư Lưu, tôi Trương Dương đây, cô đang ở đâu vậy? Tôi tới Giang Thành rồi. Lưu Diễm Hồng vừa từ trong khách sạn Kim Thuẫn bước ra. Cô ta và Điền Khánh Long hai người cùng tới tìm Trần Sùng Sơn để tìm hiểu tình huống ngày hôm đó, thấy đã là 7 giờ tối rồi, Lưu Diễm Hồng liền bảo, nhanh vậy đã về rồi à? Nỗi nhớ nhà thúc đẩy mà, tôi đợi lập công chuộc tội. Lưu Diễm Hồng không nhịn được cười, cái miệng của thằng nhóc này đúng là biết nói chuyện, cô ta nhìn cơn mưa như chút nước ở bên ngoài, tôi và thính trưởng Điền vẫn chưa ăn cơm, cậu định mời chúng tôi đi ăn ở đâu? Trương đại quan nhân đổ mồ hôi như tắm. Đây chính là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh, thượng thi lâm thời của mình, sao vừa gặp mặt đã muốn gõ gậy trúc lên đầu mình rồi. Trương Dương nói, cô sống ở đâu? Lưu Diễm Hồng nói, nhà khách chính phủ. Vậy thì nhà khách chính phủ đi, toàn ngư yếu của nhà khách chính phủ cũng rất đặc sắc, tôi 8 giờ sẽ tới. Bởi vì còn phải về nhà thay quần áo và lấy xe, Trương Dương tới muộn hơi 10 phút, hắn lái thẳng xe Jeep tới nhà ăn, đẩy cửa bước xuống. Nhìn thấy Điền Khánh Long và Lưu Diễm Hồng vẫn ở trong đại sảnh đợi. Trương Dương không khỏi cười nói, hai vị lãnh đạo, sao không vào trong ngồi? Điền Khánh Long nói, người mời khách chưa tới, chúng tôi sao dám vào? Lưu Diễm Hồng nói, tôi đang lo cậu sợ mời khách nên cho chúng tôi leo cây. Trương Dương cười nói, có ai mà không biết bí thư Lưu của chúng ta là nhà giàu số 1 trong thể chế Bình Hải. Hắn sở dĩ nói vậy là bởi vì lúc Lưu Diễm Hồng ly hôn được chia một khoản tài sản kếch xù từ tay chồng. Lưu Diễm Hồng gắt, thằng nhóc cậu chỉ biết nghe người ta nói lung tung thôi. Cô ta và Tống Hoài Minh là bạn học, quan hệ rất tốt, cho nên coi Trương Dương như cháu của mình. Lúc này quản lý của nhà ăn Quyền Ngân Yến bước tới, nhìn thấy Trương Dương thì vội vàng chạy ra đón, chủ nhiệm Trương, anh về rồi à? Trương đại quan nhân thường ra vào trong cơ cấu chiêu đãi quan phương. Cơ hồ là tất cả mọi người đều quen hắn. Trương Dương cười nói, quản lý Quyền, an bài một căn phòng nhỏ cho chúng tôi. Hồng Mai tính nhé. Quyền Ngân Yến ân cần dẫn họ vào phòng, Trương Dương lấy thực đơn cho Lưu Diễm Hồng gọi. Lưu Diễm Hồng nói, ba người chúng ta ăn cơm, không cần phải phô trương, hai món rau hai món xào hai món nướng, thêm một nồi canh là được rồi. Trương Dương gấp thực đơn lại đưa cho Quyền Ngân Yến, bảo đầu bếp chọn mấy món đặc sắc nhé. Hai vị đây là lãnh đạo của tỉnh Lý, ăn xong mà không thấy hài lòng, cẩn thận xào anh luôn đó. Quyền Ngân Yến cười cười, yên tâm đi, nhất định sẽ khiến lãnh đạo hài lòng. Điền Khánh Long rút bao thuốc ra, Lưu Diễm Hồng giật lấy, đừng hút, ở trên xe anh hút hai điếu rồi. Điền Khánh Long bất lực cười cười, bí thư Lưu, thì hút một điếu thôi vậy. Lưu Diễm Hồng lúc này mới trả lại bao thuốc cho y, quay sang Trương Dương, nói, anh thấy người ta có hay không, tuổi trẻ mà không hút thuốc. Không có nhiều thói quen xấu. Trương Dương nói, hút thuốc không phải là thói quen xấu gì cả, tôi cũng muốn hút, nhưng cứ hút vào là ho nên không xài được thứ đồ chơi này. Lưu Diễm Hồng nói, không hút thuốc là tốt. Nhân viên phục vụ mang thức ăn tới, một đĩa da cá, một đĩa ngó sen, Trương Dương nói, bí thư Lưu, tôi vừa gia nhập tổ công tác, chúng ta nói sao cũng nên chúc mừng, uống chút nhé. Tính tình của Lưu Diễm Hồng khá hào sảng, cô ta cười nói, uống một chút cũng được. Lấy một bình rượu quê đi. Loại thơm nồng ý, kiểu như rượu Mao Đài tôi uống không quen. Trương Dương nói, Thanh Giang Đặc Cung, loại chôn 20 năm nhé. Từ sau khi nhà máy rượu Giang Thành cải cách, Trương Dương giúp đỡ liên hệ cho Thanh Giang Đặc Cung được sở chiêu đãi chính phủ dùng, đương nhiên chỉ là một trong số nhiều loại rượu, bình thường lượng tiêu dùng không nhiều, lúc chiêu đãi khách quý thường dùng Mao Đài Ngũ Lương Dịch. Điền Khánh Long từ sau khi gặp ám sát, tử lượng tiết chế không ít. Uống được hai chén liền úp chén, cười nói, tôi uống thế thôi. Trương Dương rót đầy chén cho Lưu Diễm Hồng, cũng rót cho mình một chén. Lưu Diễm Hồng cầm chén rượu lên, nói, kỳ thực tổ công tác của chúng tôi lần này vốn chỉ có tôi và Lão Điền hai người, hoan nghênh Trương Dương cậu gia nhập. Điền Khánh Long cười ha ha, nói, Trương Dương gia nhập với chúng ta, tuổi bình quân lập tức được hạ xuống. Lưu Diễm Hồng đã 40, Trương Dương 20, còn Điền Khánh Long thì 50. Ba người cộng lại thì tuổi bình quân chỉ gần 40, cũng tính là một tổ hợp trẻ tuổi. Lưu Diễm Hồng nói, hoan nghênh thành viên mới gia nhập, chúng ta cạn chén. Cô ta nói cạn là cạn, một ngụm uống hết luôn. Trương đại quan nhân bị hào tình của bí thư Lưu cảm nhiễm, cũng một hơi uống cạn,
Điền Khánh Long thì chỉ uống một hớp, nhắc Trương Dương, bí thư Lưu không những là phú bà số một trong thể chế Bình Hải, mà còn nổi danh là tử lượng như biển nữa. Lưu Diễm Hồng cười nói, thính trưởng Điền, anh thế là tâng bốc hỏng giết tôi đấy, tôi biết Trương Dương uống giỏi, đọ rượu thì tôi không đọ lại cậu ta rồi. Trương Dương nói, tử lượng của tôi kỳ thực cũng thường thôi, là bên ngoài đồn đại không đúng. Người khác không biết, nhưng Điền Khánh Long thì sao có thể không biết được, y cười nói, Trương Dương, cậu học khiêm tốn từ bao giờ đấy? Lưu Diễm Hồng nói, khiêm tốn dễ khiến người ta béo lên, tuổi còn trẻ vạn nhất mà thành một tên béo thì con gái không thích đâu. Điền Khánh Long trêu, phương diện này thì cậu ta không thiếu. Nói xong đột nhiên ý thức được quan hệ giữa Lưu Diễm Hồng và Tống Hoài Minh, những lời này không nên nói ra ngoài miệng, vội vàng cầm chén rượu lên hớp một ngụm. Chẹp chẹp miệng rồi chuyển đề tài, tỉnh trưởng Tống nói thế nào? Trương Dương nói, chỉ bảo tôi hiệp trợ công tác của hai vị lãnh đạo, tôi trước đây từng công tác ở xã Hắc Sơn Tử huyện Xuân Dương, rất quen thuộc với tình huống nơi đó. Lưu Diễm Hồng nói, Đỗ Thiên Giã và Tô Viện Viện có quan hệ gì? Trương Dương cười nói, tôi phát hiện những người làm công tác kỷ luật như hai vị thích nhất là hai chuyện. Lưu Diễm Hồng nói, hai chuyện gì? Một là quan hệ nam nữ, hai là vấn đề kinh tế. Điền Khánh Long không nhịn được liền bật cười. Lưu Diễm Hồng cũng mỉm cười, đó là bởi vì cán bộ của chúng ta rất dễ phạm sai lầm trên hai chuyện này. Trương Dương quay về vấn đề vừa rồi, Bí Thư Đỗ và Tô Viện Viện là quan hệ thượng cấp hạ cấp, khi Bí Thư Đỗ mới tới Giang Thành ở lại sở chiêu đãi, lúc đó Tô Viện Viện phụ trách chiếu cố sinh hoạt của anh ta, về sau Bí Thư Đỗ chuyển đi, cô ta cũng thường tới giúp đỡ làm vệ sinh, Bí Thư Đỗ cũng một mực quan hoài cô ta. Lưu Diễm Hồng ngắt lời, loại quan hoài đó à? Trưởng bối đối với vãn bối, thượng cấp đối với hạ cấp, anh trai đối với em gái thôi, nói chung là không có loại quan hoài như cô nghĩ đâu. Trương Dương trả lời rất giảo hoạt. Lưu Diễm Hồng nói, cậu bớt nói lăng nhăng với tôi thôi, thật thà trả lời vấn đề đi. Trương Dương nói, Bí Thư Lưu, hai chúng ta là đồng sự, tôi là thuộc hạ của cô thì không sai, nhưng tôi là do tỉnh trưởng Tống phái tới hiệp trợ công tác của cô. Cô không thể coi tôi là phạm nhân để thẩm vấn được. Lưu Diễm Hồng gắt, ai coi cậu là phạm nhân, tôi không phải là đang tham khảo tình hình với cậu ư. Trương Dương nói, tham khảo thì là hai phía, thế thì, hiện tại nên là tôi hỏi, cô cảm thấy hứng thú với Tô Viện Viện như vậy, cô ta có liên quan gì tới vụ án này? Lưu Diễm Hồng nhìn Điền Khánh Long, rồi kể lại chuyện Tô Viện Viện lật cung. Trương Dương nghe xong, không khỏi đầy một bụng tức. Gầm lên, nữ nhân này đúng là không phải hạng tốt lành gì, con mẹ nó, rõ ràng là đang chơi Bí Thư Đỗ mà. Lưu Diễm Hồng nghe thấy thằng ôn này ăn nói tục tĩu thì không khỏi đỏ mặt, Điền Khánh Long vội vàng ho khan hai tiếng, tỏ ý bảo Trương Dương chú ý cách ăn nói. Lưu Diễm Hồng bảo, ở trên vấn đề này rõ ràng là Đỗ Thiên Giã nói dối, anh ta muốn Tô Viện Viện giúp đỡ làm chứng thực Trần Sùng Sơn vô tội, hơn nữa lúc ban đầu, anh ta sợ bị người ta gièm pha. Cho nên bảo Tô Viện Viện nói rằng bọn họ không phải là hẹn nhau ra ngoài chơi, mà là ngẫu nhiên gặp mặt, Tô Viện Viện hiện tại đột nhiên lật cung khiến Đỗ Thiên Giã rơi vào thế bị động. Chương 334, rút tơ bóc kén. Trương Dương thầm nghĩ Đỗ Thiên Giã cũng đúng là, hẹn cô ta cùng ra ngoài thì sao? Có gì mà phải sợ, nam chưa cưới nữ chưa gả, sợ người ta nói gì chứ? Thế này thì hay rồi, càng muốn tránh thì càng bị người ta nắm thóp, Tô Viện Viện mượn chuyện này chơi gã không nhẹ. Trương Dương nói, lúc Trần Sùng Sơn nổ súng, có nhiều người có mặt ở đó như vậy, không thể chỉ có một nhân chứng là Tô Viện Viện được. Lưu Diễm Hồng nói, Đỗ Thiên Giã lúc đầu cũng là một trong số những nhân chứng, nhưng anh ta nói dối, anh ta căn bản không nhìn thấy tình tiết Trần Sùng Sơn nổ súng. Trương Dương nói, các vị không phải có nói lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa cũng có mặt ư. Điền Khánh Long nói, Lý Tín Nghĩa và Trần Sùng Sơn là bạn tương giao nhiều năm, hai người có tình bạn sâu sắc. Lời của ông ta trên pháp đình thiếu tính thuyết phục. Trương Dương nói, vậy chỉ có lời mà Tô Viện Viện nói là các vị tin. Điền Khánh Long nói, không là phải là vấn đề chúng tôi có tin hay không, mà là quan tòa có tin hay không kìa. Trương Dương nói, ở hiện trường có mấy trăm người cơ mà, tôi không tin là không có ai đứng ra làm chứng. Lưu Diễm Hồng nói, chúng tôi cũng muốn tìm nhân chứng, nhưng lúc đó người của thôn Chu Tiểu Kiều rất nhiều người đều bận đánh nhau. Thực sự nhìn thấy Trần Sùng Sơn nổ súng lại chẳng có mấy ai, cho dù có người nhìn thấy cũng sẽ không đứng ra làm chứng cho ông ta đâu. Chu Hồng Vệ bị chết là người của thôn Chu Tiểu Kiều, ai đứng ra chẳng khác nào là đắc tội với toàn thôn dân. Cô ta dừng lại một chút rồi nói,
Hơn nữa Chu Hồng Vệ lúc đó rốt cuộc là có uy hiếp tới tính mạng của Đỗ Thiên Dã hay không thì rất khó nói. Trần Sùng Sơn có phải là vì quá lo cho Đỗ Thiên Dã mà phán đoán xuất hiện sai lầm hay không? Trương Dương có chút phản cảm nhíu mày, Bí Thư Lưu, tôi sao cảm thấy cô một lòng muốn tống Trần Sùng Sơn vào ngục vậy? Lưu Diễm Hồng nói, cậu đừng có đổ oan cho tôi là đang nói sự thực. Đỗ Thiên Dã trước đây từng làm công tác của Ủy ban Kỷ luật, chế độ thế nào thì bản thân anh ta cũng rõ, nhưng lần này vì sao lại lòng người đại loạn, phạm nhiều sai lầm cấp thấp như vậy? Trương Dương đương nhiên biết đạo lý trong đây, có điều gã không thể nào nói ra được, liền giả vờ giả vịt bảo cô phân tích thử đi. Lưu Diễm Hồng nói, Trương Dương, công tác bảo mật của Ủy ban Kỷ luật cậu có hiểu không? Trương Dương gật đầu. Lưu Diễm Hồng nói, có người gửi thư nặc danh, nói giữa Đỗ Thiên Dã và Trần Sùng Sơn kỳ thực là quan hệ cha con ruột thịt. Trương Dương trong lòng chấn động, không thể nào. Chuyện này có rất ít người biết, sao Lưu Diễm Hồng lại rõ như vậy, rốt cuộc là ai thần thông quảng đại, có thể tra ra quan hệ giữa Trần Sùng Sơn và Đỗ Thiên Dã, rồi lại còn báo cho bộ môn Ủy ban Kỷ luật. Điền Khánh Long nói, trạng thái mà Đỗ Thiên Dã biểu hiện ra trong việc của Trần Sùng Sơn quả thực là có chút bất thường, có câu quan tâm quá tất loạn, tôi thấy chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Trương Dương cười nói, làm sao mà thế được, một người ở Bắc Kinh, một người ở Bình Hải, một người họ Đỗ, một người họ Trần, giữa bọn họ đúng là có chút quan hệ thật, cha của Bí Thư Đỗ và Trần Sùng Sơn là chiến hữu năm xưa, đây là ai vậy nhỉ? Không ngờ có thể tạo ra hoang ngôn như vậy. Lưu Diễm Hồng nhắc nhở Trương Dương, cậu gia nhập tổ công tác thì phải giữ tâm thái công bằng mà đối diện với vấn đề, xử lý những việc này phải bảo trì công bằng vô tư. Bất kể đối phương là kẻ thù hay là bạn bè của cậu thì cậu cũng phải coi như nhau, nghe rõ chưa? Bí thư Lưu yên tâm, tỉnh trưởng Tống đã bảo tôi phục tùng an bài công tác của cô định bảo tôi làm gì? Lưu Diễm Hồng nói, cậu quen thuộc với tình huống của Xuân Dương, vậy chuyện phía Xuân Dương sẽ do cậu phụ trách, hành sự phải thật nhẹ nhàng. Đừng làm ảnh hưởng tới công tác bình thường của lãnh đạo huyện Xuân Dương. Trương Dương có chút không hiểu, thằng ôn này trước đây chưa từng làm công tác của Ủy ban Kỷ luật, không biết cụ thể nên làm gì, Bí thư Lưu, tôi tới Xuân Dương là phụ trách làm gì. Lưu Diễm Hồng nói, chuyện này xảy ra ở Xuân Dương, cậu chủ yếu phụ trách điều tra, trong quá trình xử lý chuyện này, công tác của cán bộ huyện Xuân Dương có đúng với chức trách hay không, có tồn tại thiếu sót gì không? Chuyện này vì sao lại càng lúc càng lớn? Có trở ngại gì không? Trương Dương đã hiểu rồi, đây là bảo hắn đi tìm thiếu sót, trong lòng hắn vui mừng quá dỗi, chuyện này đối với tôi mà nói thì không có gì là trở ngại gì cả, nhưng tôi đi tìm người ta nói chuyện, người ta chắc gì đã thèm nghe tôi, dẫu sao hiện tại tôi cũng không có chức vị gì cả, ai thèm để tôi vào mắt chứ? Điền Khánh Long thản nhiên như không, biết rằng thằng ôn này muốn nhân cơ hội ra điều kiện, trong lòng liền mừng thầm. Lưu Diễm Hồng rất tốt với Trương Dương. Dẫu sao thì tầng quan hệ của Tống Hoài Minh cũng bày ra đó, cô ta biết Tống Hoài Minh sở dĩ phái Trương Dương tới nhất định là có dụng ý, mình chỉ cần phối với tốt với công tác của người bạn học này, cấp cho Trương Dương tiện lợi lớn nhất, đương nhiên, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì có thể giúp hắn gánh trách nhiệm, chuyện này rõ rồi. Lưu Diễm Hồng từ trong túi công văn rút giấy chứng minh ra, bên trên có dấu đỏ của Ủy ban Kỷ luật, cậu là do chúng tôi điều tới, ai không tin thì cứ gọi điện lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh mà chứng thực. Còn nữa, phía bộ tổ chức Giang Thành tôi lập tức sẽ bắn tiếng. Trương Dương mỉm cười nhận lấy giấy chứng minh, lập tức gọi điện thoại cho bộ trưởng bộ tổ chức thị ủy Từ Bưu, rồi đưa điện thoại cho Lưu Diễm Hồng, nói, điện thoại của bộ trưởng Từ. Lưu Diễm Hồng trừng mắt nhìn hắn, thằng ôn này cũng nóng lòng thật, Lưu Diễm Hồng nhận lấy điện thoại, nói lại chuyện lâm thời mượn tam Trương Dương với Từ Bưu, phía Từ Bưu tất nhiên là không có vấn đề gì, y cười nói, Bí thư Lưu, có cần tôi giúp gửi một văn kiện xuống không? Lưu Diễm Hồng nói, tạm thời cứ bảo mật đã, chuyện này không đáng để tuyên truyền, thông báo cho anh một tiếng là muốn làm đúng theo thủ tục thông thường, để tránh người ta nói ra nói vào. Từ Bưu nói, Bí thư Lưu, cô tìm đúng người rồi đó, tôi thấy chuyện của Xuân Dương phải để Tiểu Trương xuất mã. Lúc Trương Dương rời khỏi sở chiêu đãi thì đã là 10 giờ tối, bởi vì Lưu Diễm Hồng đã dặn dò, bảo hắn gần đây ít liên lạc với Đỗ Thiên Dã thôi, cho nên hắn bỏ ý định tới nhà Đỗ Thiên Dã. Quay về trong xe gọi điện cho gã. Giọng nói của Đỗ Thiên Dã rõ ràng có chút trầm thấp, xem ra tình tự của gã rất không tốt, nghe nói Trương Dương đã về tới Giang Thành, liền bảo tới nhà tôi đi, cùng tôi uống vài chén. Trương đại quan nhân hắng giọng nói, cái đó, hiện tại có chút không thích hợp. Đỗ Thiên Dã tức giận nói, nể mặt mà không cần đấy phải không?
Trương Dương nói, tôi bảo này anh Đỗ, trong lòng tức giận thì cũng đừng có chút lên huynh đệ chứ. Tôi hiện tại là thành viên của tổ công tác ủy ban kỷ luật tỉnh, anh đắc tội với tôi, cẩn thận tôi gây bất lợi cho anh đấy. Đỗ Thiên Dã ngây ra, không ngờ thằng ôn này lắc người biến một cái đã trà trộn được vào tổ công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh. Gã lập tức hiểu nguyên nhân khiến Trương Dương không tiện tới nhà mình, liền than khẽ, để vài ngày nữa hắn nói vậy. Trương Dương nói, tôi chủ yếu là muốn nhắc nhở anh một chuyện, có người báo, nói rằng anh và Trần Sùng Sơn có quan hệ cha con ruột thịt. Đỗ Thiên Dã bị câu nói này của Trương Dương khiến cho giật nảy mình, gã trầm mặc một lúc rồi mới hỏi, là ai nói? Thư nặc danh, ai mà biết được là tên vương bản đản nào? Trương Dương cố ý nói, chuyện này không phải là thật chứ? Đỗ Thiên Dã nói, nếu là thật thì sao? Trương Dương nói, nếu là thật, chuyện này anh tốt nhất nên đứng ngoài. Nên làm gì thì cứ làm, bác Trần nhất định sẽ không sao, ty lệnh sở tới rồi, tôi cũng tới rồi. Phía quan phương ai dám không nể mặt tư lệnh sở chứ, cái xã Hắc Sơn Tử này không có tôi thì không làm được chuyện gì đâu. Đỗ Thiên Dã nghe thấy thằng nhóc này nói năng vô cùng tự tin, nếu như là bình thường thì Đỗ Thiên Dã sẽ không khách khí kêu hắn nói khoác, nhưng lúc này lại cảm thấy tình cảm bạn bè ấm áp dâng lên trong lòng gã. Đỗ Thiên Dã nói, xử lý chuyện gì cũng phải có chừng mực, ngàn vạn lần đừng có nóng giận. Trương Dương nói, thanh danh của tôi sớm đã mất hết rồi, có thêm một vết nhơ cũng chẳng sao. Đỗ Thiên Dã nói, đừng làm trái nguyên tắc. Anh yên tâm đi, tôi còn lo cho sĩ đồ của mình hơn anh. Đỗ Thiên Dã cười một tiếng, nói, biết được là tốt. Trương Dương nói, người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỏ, anh hiện tại tốt nhất là đừng có làm gì cả, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Đỗ Thiên Dã nói, đợi chuyện này qua rồi tôi sẽ mời cậu uống rượu. Các thường ủy của huyện Xuân Dương đang họp. Bí thư huyện ủy Chu Hằng vừa mới nói được mấy câu thì thư ký hối hả chạy tới, ghé vào tai y nói gì đó, Chu Hằng không khỏi nhíu mày, y lập tức tuyên bố tan họp, tổ công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh có người tới, một cán bộ cấp huyện như Chu Hằng không dám chậm tễ, Chu Hằng tới phòng tiếp đãi, vừa nhìn một cái thì trong lòng bốc hỏa, y còn tưởng là vị đại cán bộ nào của ủy ban kỷ luật tỉnh, không ngờ lại là Trương Dương. Trương Dương mặc áo gió màu đen, khệnh khạng ngồi trên salon ngách hai chân lên, Dương Dương tự đắc phẩm trà. Nhìn thấy Chu Hằng, hắn bỏ chân xuống, bí thư Chu, lâu rồi không gặp. Chu Hằng tức giận không thôi, chủ nhiệm Trương, anh có việc gì, tôi đang bận họp. Trương Dương nói, họp gì thế, có quan trọng không? Chu Hằng nói, chuyện của huyện Lý, y nói với thư ký Tiểu Lý, giúp tôi tiếp giải chủ nhiệm Trương. Trương Dương nói, đừng đi vội, tôi hiện tại cũng phải là chủ nhiệm Trương gì cả, tôi là phó tổ trưởng tổ công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh. Chu Hằng lúc này mới quay người lại, nghe thấy những lời này của Trương Dương, cơ thịt trên người cứng lên, thằng cha này từ từ quay người lại, hai mắt trợn trừng, mồm há hốc, biểu tình trên mặt kinh ngạc tới cực điểm, y quả thực là nghĩ không thông, Trương Dương vừa xảy ra chuyện bị cảnh cáo xử phạt trong đảng, sao thoáng cái đã chui vào ủy ban kỷ luật tỉnh rồi. Trương Dương rút giấy chứng minh ra lắc lắc, sau đó mỉm cười nói, ngồi đi. Ủy ban kỷ luật mượn hắn tới không phải là giả, nhưng phó tổ trưởng là hắn tự phong. Chu Hằng tuy rất phản cảm với thằng ôn này, nhưng thân phận của người ta hiện tại không như ngày trước. Tổ công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh, đừng nói là mình, cho dù là bí thư thị ủy gặp phải dạng người này cũng nhức đầu. Chu Hằng thật thà ngồi xuống cạnh Trương Dương. Trương Dương bụp một cái nhổ ngụm trà trong miệng ra, nhíu mày nói, trà lá kiểu gì vậy? Toàn là cặn trà, còn có cả mùi đất nữa. Chu Hằng vội vàng nói, Tiểu Lý, đi lấy bích loa xuân lại đây. Thư ký Tiểu Lý vội vàng chạy đi. Chu Hằng đoán rằng lần này Trương Dương tới có 8-9 phần 10 là liên quan tới sự kiện giới đấu ở núi Thanh Đài, trong đầu y đang suy nghĩ xem nên đối phó với thằng ôn này như thế nào. Nhưng câu đầu tiên của Trương Dương lại khiến Chu Hằng trở tay không kịp, hắn căn bản không bắt đầu từ việc giới đấu, mà chậm rãi nói, tình trạng giao thông của huyện thành Xuân Dương rất kém, thi công sửa chữa đường xá thành thì kéo dài bao lâu rồi. Chu Hằng giật thót người, y có chút dựng tóc gáy, chẳng lẽ lần này là vì chuyện của mình mà tới ư? Ước nguyện ban đầu mà y cải tạo đường xá nội thành là tốt, ai mà không muốn kiếm chút chính tích, nhưng đường xá tu sửa được một nửa thì lại xảy ra vấn đề tài chính, hiện tại rất nhiều công trình đều bị bỏ dở ở đó. Hai ngày nay mưa gió liên miên, cả đường xá nội thành lầy lội bất kham, có nơi còn bị nước mưa đổ thành khe rãnh. Chu Hằng nói, trên tài chính xảy ra chút vấn đề, có điều đã giải quyết xong rồi, muộn nhất là mùa thu đường nội thành sẽ có thể quán thông toàn bộ. Tới lúc đó Xuân Dương sẽ dùng một diện mạo mới để xuất hiện trước mặt mọi người.
Trương Dương không nói gì, tay nhẹ nhàng gõ lên bàn uống trà, hai mắt híp lại, ánh mắt nhìn về đằng xa. Chu Hằng cảm thấy một cỗ cạo ngạo từ trên người thằng ôn này tỏa ra, khí thế từ trên cao nhìn xuống chèn ép mình, khiến Chu Hằng rất không thoải mái, nhìn thấy Trương Dương thủy chung không nói gì, y cuối cùng cũng không nhịn được, mỉm cười nói, có đạo không phá thì không lập được, không có quyết tâm cải tạo thì không có được một Xuân Dương mới. Trương, chủ nhiệm lần sau tới, nhất định có thể phát hiện biến hóa đáng mừng của Xuân Dương. Trương Dương nói với vẻ chế giễu, tôi tháng nào cũng tới Xuân Dương, nhưng mỗi lần đều nhìn thấy Xuân Dương biến thành nay không bằng xưa, vừa rồi lái xe tới, xe ở đường 2 bị sa hố, may mà là khu 4, nếu không thì nằm luôn ở đó rồi. Vẻ mặt của Chu Hằng vô cùng xấu hổ. Trương Dương nói, 4 đường hầm thông tới huyện thành, có 3 đường bị ngập nước, tất cả lượng xe đều tụ tập ở đường hầm phía bắc, giờ còn đang tắc kia kìa, Xuân Dương ở trên tay bí thư Chu thật sự là phồn vinh hưng vượng. Chu Hằng sao không nghe ra là hắn đang mỉm mai mình, y tự nhiên như không, nói. Làm việc gì cũng phải có quá trình, tôi biết bởi vì chuyện xu sửa đường xá huyện thành mà gặp phải không ít chỉ trích, nhưng tôi không thẹn với lòng, thân là một đảng viên, thâm là cán bộ quốc gia, tôi nếu như ngay cả chút áp lực này mà cũng không chịu nổi thì còn làm được việc gì nữa. Lúc ban đầu quả thật là người dân đích xác không hiểu, cho nên mới xuất hiện một số lời kháng nghị và oán thán, có điều thông qua đoạn thời gian công tác này. Bọn họ cũng dần dần hiểu được, chính phủ huyện ý chúng tôi cải tạo đường xá là để tạo phúc cho xã hội, tạo phúc cho con cháu, nhìn về lâu về dài, sẽ có tác dụng thay đổi bộ mặt lạc hậu của Xuân Dương. Những lời này của y rất hùng hồn, không đỏ mặt chút nào. Trương Dương cười nói, bí thư Chu rất được lòng dân. Chu Hằng nói, cũng tạm. Trương Dương thầm mắng y nói khoác mà không biết ngượng, cầm chén trà mà thư lý Tiểu Lý mới đổi lên uống một ngụm. Bí thư Chu được lòng dân như vậy thì sao hai ngày trước còn phát sinh sự kiện thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều vây kín cửa lớn của chính phủ huyện ủy. Chu Hằng mắng thầm Trương Dương, thôn dân thôn Chu Tiểu Kiều tới gây chuyện không phải là vì y, càng không phải là vì kháng nghị huyện thành xây đường, đó toàn là vì kháng nghị bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã mà. Chu Hằng nói, thôn dân tới gây chuyện là bởi vì sự kiện thôn dân Chu Hồng Vệ tử vong. Trương Dương nói, Chu Hồng Vệ vì sao mà chết? Chu Hằng hiện tại đã hiểu thằng ôn này là Dương Đông kích Tây, vòng một vòng rồi vẫn quay về sự kiến giới đấu ở núi Thanh Đài, ban đầu cũng không nói rõ, khiến cho Chu Hằng toát cả mồ hôi, cho rằng mình có cái thóp nào bị ủy ban kỷ luật tỉnh nắm được rồi. Vừa bị kinh sợ cho tâm tình rõ ràng bị ảnh hưởng, Chu Hằng bưng chén trà lên, uống ừng ực một ngụm, làm sạch cổ họng rồi nói, chuyện này không có gì đáng ngờ cả, Trần Sùng Sơn nổ súng bắn chết anh ta. Trương Dương nói, hiện trường trừ lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa và Tô Viện Viện ra, còn có nhân chứng nào mục kích nữa? Chu Hằng thầm nói ngươi không phải là phó tổ trưởng của tổ công tác ủy ban kỷ luật tỉnh ư? Sao giống như là công an vậy, y thực sự bị những lời vừa rồi của Trương Dương dọa cho sợ rồi, lần này càng không có nổi chút đấu trí nào, thở dài, nói, chàng diện lúc đó loạn như vậy, có ai mà chú ý chứ? Trương Dương nói, thôn Chu Tiểu Kiều không phải là lần đầu tiên gây chuyện. Sự kiện suối nước nóng Cốc Xuân Hy lần đó cũng chính là do họ làm, lúc đó bí thư Chu cũng có mặt, mới qua chưa lâu mà lại gây ra sóng gió lớn như thế này, xem ra bọn họ chưa được giáo huấn đầy đủ từ chuyện lần trước rồi. Chu Hằng minh bạch, người ta là đang chỉ trích mình công tác bất lực, y có chút bất đắc dĩ nhíu mày, nói, trong xương cốt của sơn dân núi Thanh Đài có mang theo tính cách của thổ phỉ, chuyện của Cốc Xuân Hy phản ứng của chúng tôi cũng tính là kịp thời, xử lý cũng không chút lưu tình. Bí thư thôn ủy Chu Minh Xuyên cũng bị cách chức, chuyện lần này là thôn dân tổ chức tự phát, không có liên quan gì tới lãnh đạo cả. Chu Hằng là đang nói với Trương Dương rằng, người đừng có chơi ta con mẹ nó không phải là dễ khi phụ đâu. Trương Dương nói, bí thư Chu, trong mắt ông, sự kiện giới đấu này vì sao lại ầm ĩ tới mức độ này? Chu Hằng nói, chủ nhiệm Trương, kỳ thực chuyện này không có gì là phức tạp cả, người Trung Quốc chúng ta có câu, người chết vì tài, chim chết vì mồi. Sự kiện giới đấu này xảy ra không gì ngoài tranh cướp tài bảo, bí thư Đỗ vừa hay lại xuất hiện ở hiện trường, anh ta muốn ngăn cản trận giới đấu này, sự an toàn của bản thân anh ta bị uy hiếp, cho nên Trần Sùng Sơn nổ súng, động cơ rất đơn giản, chính là vì cứu bí thư Đỗ. Chuyện vốn rất đơn giản thôi, nhưng phát triển tới mức độ hiện tại, khẳng định là có người ở phía sau cổ động, bao gồm cả nhiều phóng viên như vậy mà lại đến Xuân Dương rất đúng lúc. Cái này không phải là trùng hợp gì cả. Có người để lộ tin tức cho bộ môn săn tin, ủy ban kỷ luật tỉnh các anh cũng không phải là tự dưng gia nhập vào chuyện này, khẳng định là có người báo cho các anh gì đó. Chu Hằng lăn lộn trên chính đàn không phải chỉ có 1-2 ngày, y nhìn sự kiện này rất thấu triệt,
có một điểm y biết rõ rằng, bất kể kẻ thúc đẩy sự kiện này là ai, bất kể là âm mưu này là nhắm vào ai, y cũng đã bị cuốn vào, sự kiện núi Thanh Đài để lại ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm mà y phải gánh cũng càng lớn. Trương Dương lại nhắc tới một vấn đề quan trọng khác, việc xung đột giữa cảnh sát và thôn dân phát sinh ở thôn Chu Tiểu Kiều thì anh thấy sao? Anh có hạ lệnh tới thôn Chu Tiểu Kiều bắt người không? Chu Hằng lắc đầu, không có, tuyệt đối là không có. Trương Dương nói, vậy có nghĩa là chuyện của thôn Chu Tiểu Kiều là quyết định của cục trưởng Thiệu ư? Chu Hằng nói, tôi nghĩ đồng chí Vệ Giang là vì muốn nhanh chóng dẹp yên sự kiện này, không ngờ lại thành đổ thêm dầu vào lửa, kích hóa mâu thuẫn. Những lời nói này của Chu Hằng ngoài mặt thì là bảo vệ Thiệu Vệ Giang, nhưng trên thực tế là đẩy hết trách nhiệm lời người Thiệu Vệ Giang. Trương Dương sao có thể không nhìn ra dụng ý của thằng cha này, có điều trong việc xử lý chuyện này, cách làm của Thiệu Vệ Giang quả thật là khiến người ta sinh nghi, y ngồi trên vị trí cục trưởng cục công an huyện Xuân Dương đã nhiều năm rồi, làm việc trước giờ luôn sóng yên biển lặng, từ lâu đã mang cái danh là người thận trọng, cách làm cấp tiến lần này và tác phong làm việc xưa nay hoàn toàn đối lập nhau. Chu Hằng mẫn duệ phát giác ra rằng sự có mặt của Trương Dương lần này chứng tỏ sự kiến giới đấu núi Thanh Đài đã kinh động tới tỉnh Lý. Y rụt rè hỏi, chủ nhiệm Trương, lần này bí thư Đỗ liệu có gặp phiền phức gì không? Trương Dương hỏi lại, anh muốn anh ta gặp phiền phức à? Chu Hằng vội vàng lắc đầu, không muốn, không muốn, chủ nhiệm Trương đừng hiểu lầm. Trương Dương nói, tỉnh Lý rất không hài lòng về cách xử lý chuyện này, tôi không ngại nói thực với anh, bí thư Cố và tỉnh trưởng Tống đều hạ quyết tâm, lần này nhất định phải đào cả gốc rễ sự kiện giới đấu lên, người có trách nhiệm liên quan đều phải chịu trừng phạt. Thằng Ôn này đột nhiên nói với giọng điệu nhấn mạnh, dọa cho Chu Hằng bất giác run bắn lên. Trương Dương ảm thấy mình gõ y thể là đủ rồi, cũng lười chẳng muốn tiếp tục ở đây nữa, đứng dậy nói, bí thư Chu, thân phận của tôi anh tạm thời đừng nói với người khác, mấy ngày gần đây tôi sẽ ở huyện Lý để tìm hiểu tình huống, tìm một số người có trách nhiệm liên quan để làm rõ chuyện này. Chu Hằng mắng thầm hắn là tên tiểu nhân đắc chí, nhưng người ta hiện tại mang cái vòng sáng là phó tổ trưởng tổ công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Một cán bộ cấp huyện như mừng tốt nhất đừng tùy tiện đắc tội. Y cung kính tiễn Trương Dương ra khỏi phòng tiếp đãi, tới cầu thang, Trương Dương xua tay, nói, không cần phải tiễn, để người khác nhìn thấy sẽ có ảnh hưởng không tốt. Chu Hằng bực bội không thôi, người khệnh khạng đi vào, ai mà không biết người đã tới rồi, hiện tại còn nghĩ tới vấn đề ảnh hưởng à? Thật sự là không biết trong đầu người nghĩ cái gì nữa. Kỳ thực Trương đại quan nhân có ý làm ra vẻ lãnh đạo. Phương thức nói chuyện cũng hợp với cách làm của Cố Doãn Chi và Tống Hoài Minh bình thường, chừng mực khệnh khạng cũng nắm rất chuẩn, ở trong mắt người khác nhìn thì có chút cổ quái. Trương Dương ra khỏi tòa nhà văn phòng thì trời đắt nác đổ mưa to, thằng nhóc này lèm bèm chửi thời tiết đáng ghét. Che cặp tài liệu bước nhanh vào xe Jeep của mình, vừa lên xe, đang cầm khăn lau nước mưa trên mặt thì di động đổ chuống, hắn cầm lên hỏi, ai đó? Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Phó Huyện trưởng Từ Triệu Bân, Trương lão đệ. Tôi thấy xe Jeep của cậu, cậu tới Xuân Dương đấy à? Trương Dương trước giờ không thích tên Từ Triệu Bân này, cảm giác người này quá thích đầu cơ trục lợi, có điều vợ chồng Từ Triệu Bân đối với hắn một mực không tồi, cho nên trong ngôn ngữ của Trương Dương vẫn rất khách khí, huyện trưởng Từ, mưa lớn như vậy mà vẫn có thể chú ý tới tôi à? Từ Triệu Bân cười ha ha, y lúc này đang đứng trước cửa sổ văn phòng, nhìn xuống xe Jeep ở bãi đỗ xe, Trương lão đệ, mưa lớn thế này, hay là cùng nhau ra ngoài uống vài chén đi? Trương Dương nhìn xung quanh mà không thấy Từ Triệu Bân, không được rồi, tôi còn phải về thăm mẹ, để sau lại gọi nhé. Từ Triệu Bân ừ một tiếng, y sở dĩ không ra ngoài tìm Trương Dương nói chuyện, nguyên nhân là y đoán được cuộc họp thường ủy hôm nay đột nhiên gián đoạn khẳng định là bởi vì Trương Dương. Vào những lúc như thế này, Trương Dương tới Xuân Dương có 89 phần 10 là vì chuyện giới đấu núi Thanh Đài, trong thể chế Giang Thành có ai mà không biết quan hệ giữa hắn và Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã gặp phiền phức. Trương Dương khẳng định sẽ không ngồi yên mà nhìn, đối với Từ Triệu Bân mà nói thì đây là một cơ hội, trên sĩ đồ của y thủy chung không có khởi sắc gì lớn, trong mắt y đó là bởi vì thiếu một tòa núi dựa, trong chính đàn Trung Quốc, năng lực chấp chính tuyệt đối không phải là tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá quan viên. Từ Triệu Bân luôn cảm giác mình lòng đầy hoài bão mà không thể thi triển, với năng lực của y, không nên tới giờ vẫn chỉ ngồi ở vị trí của một phó huyện trưởng. Đương nhiên, sự kiện giới đấu của núi Thanh Đài lần này cũng khiến Từ Triệu Bân sợ hãi, y trong chính phủ huyện ủy được phân quản công tác du lịch. Hơn nữa vợ của y là Vu Thu Oanh còn là trưởng xã Hắc Sơn Tử, thôn Chu Tiểu Kiều là thuộc xã Hắc Sơn Tử. Chuyện lần này có ảnh hưởng lớn hơn so với dự kiến, tương lai nếu truy cứu trách nhiệm,
Vụ tù linh rõ ràng là không thoát khỏi liên quan, từ Triệu Bân muốn thông qua Trương Dương để hỏi một số tình huống. Trương Dương sau khi rời khỏi huyện ủy liền tới cục công an huyện, Thiệu Vệ Giang gần đây một mực ở trong cục công an, sau khi ở thôn Chu Tiểu Kiều phát sinh xung đột bạo lực giữa thôn dân và cảnh sát, y đã bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió, mà người đẩy y vào khốn cảnh không phải là ai khác mà chính là bản thân y, chính là y đưa ra quyết định phải áp dụng cách làm cứng rắn với thôn Chu Tiểu Kiều cho nên mới dẫn tới cuộc xung đột đó. Bởi vì sự kiện này mà Thiệu Vệ Giang bị nhiều phía chất vấn, cũng chịu không ít áp lực. Hiện giờ Thiệu Vệ Giang ngoài mặt thì vẫn tính là ung dung bình tĩnh, lúc Trương Dương bước vào phòng làm việc của y, Thiệu Vệ Giang đang đọc báo, trước đây y không có thói quen đọc báo, nhưng sau sự kiện giới đấu núi Thanh Đài, y lại rất quan tâm tới tin tức. Thiệu Vệ Giang và Trương Dương cũng tính là quen nhau từ lâu, nhớ lần đầu tiên gặp Trương Dương là vào 2 năm trước, lúc đó Trương Dương chỉ là một vệ giáo sinh thực tập của Bệnh viện Nhân dân huyện Xuân Dương, vẫn là một thanh niên ở trên bến xe vì xung đột với người khác mà ra tay đánh người. Hiện tại thằng ôn này vẫn thường ra tay, vẫn nóng máu dễ xung động như trước, nhưng đã là cán bộ cấp phó ban, con rể tương lai của tỉnh trưởng Bình Hải, bạn thân của bí thư thị ủy hiện nhiệm của Giang Thành. Thiệu Vệ Giang bỏ kính lão xuống, mỉm cười gật đầu với Trương Dương, tiểu Trương tới đây à? Trong mắt y, Trương Dương chẳng qua chỉ là có vận khí tốt một chút, do dù là hắn có chút bối cảnh, nhưng trong xương cốt vẫn là con cháu xuất thân từ gia đình công nhân. Trương Dương không chọn cái ghế ở trước mặt Thiệu Vệ Giang để ngồi, mà đặt mông xuống salon, cách Thiệu Vệ Giang rất xa, Thiệu Vệ Giang xoa xoa cái cổ đã hơi mỏi, mỉm cười nói tiểu Tương, tìm tôi có chuyện gì vậy? Trương Dương nói, Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Công an thính lập một tiểu tổ công tác liên hợp, tôi hiện tại đảm nhiệm chức phó tổ trưởng, nhận sự ủy thác của tổ chức, tới đây tìm ông để hỏi thăm một số tình huống. Thiệu Vệ Giang ngây ra, y có chút không rõ thân phận của Trương Dương lúc này. Trương Dương nói, Phó Thính trưởng Điền phụ trách chuyện phía Giang Thành, điều tra tình huống phía Xuân Dương thì đều giao cho tôi. Hắn lấy giấy chứng minh ra, trong lòng thầm nghĩ, may mà lúc trước bảo Lưu Diễm Hồng đưa giấy chứng minh, nếu không thì đám người này chỉ sợ là chẳng có ai tin mình cả. Thiệu Vệ Giang từ xa cũng nhìn thấy cái dấu đỏ đó, do dự một lát, vẫn đứng dậy đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, cầm giấy chứng minh lên, híp mắt đọc, để lui ra xa, nhìn rõ con dấu của Ủy ban Kỷ luật tín. Y trả lại giấy chứng minh cho Trương Dương, tiểu Trương, chúng ta cũng là người quen cũ, cậu muốn hỏi tình huống gì thì cứ hỏi đi, kỳ thực tôi cũng đã báo cáo toàn bộ tình huống liên quan lên thượng cấp rồi, cũng chẳng ngại kể lại những chuyện đó một lần nữa. Trương Dương nói, cục trưởng Thiệu, chuyện giới đấu trên cơ bản đã rõ ràng, tôi muốn hỏi một chút, những thôn dân hôm đó tham gia và cuộc giới đấu bị bắt tổng cộng có bao nhiêu người? Thiệu Vệ Giang nói, bắt hơi 20 người, trước mắt đều giữ trong đồn. Trương Dương lại nói, có bắt người của thôn Chu Tiểu Kiều phát động tấn công cảnh sát không? Tả Viên Chiêu gật đầu, chỉ bắt anh hai của Chu Hồng Vệ là Chu Hồng Tinh, cậu biết đấy, đông như vậy, chuyện này cũng khó xử lý. Trương Dương rất hoài nghi bản thân Thiệu Vệ Giang, nếu như nói một phát súng của Trần Sùng Sơn đã gây nên chiến dịch này, vật thì sự xung đột của cảnh sát và thôn dân do Thiệu Vệ Giang dẫn phát không nghi ngờ gì nữa đã đẩy chiến dịch này trở nên kịch liệt hơn. Biểu hiện của Thiệu Vệ Giang trong chuyện này rất trái lẽ thường, khiến người ta không thể không hoài nghi động cơ của y. Trương Dương nói, cục trưởng Thiệu, tôi nghe nói nguyên nhân của chuyện này là do một đám trộm mộ, bọn chúng đánh cắp động tàng bảo của An Dâu Dập, sau đó lợi dụng tài vật mà dẫn phát cuộc giới đấu này, mục đích là để che giấu tội ác của họ, có manh mối gì về những tên trộm mộ này không? Tả Viên Chiêu lắc đầu, nói, không có manh mối gì cả. Mục đích của họ đã đạt được rồi. Các thôn dân trong lúc tranh giành và giới đấu đã khiến cho hiện trường trở nên bừa bãi lộn xộn, khiến chứng cứ của chúng tôi và việc phá án gặp phải trở ngại rất lớn. Tiểu Trương, kỳ thật trọng điểm đã không còn ở vụ án cướp bóc này. Trương Dương nói, cục trưởng Thiệu cho rằng trọng điểm là ở đâu? Thiệu Vệ Giang thở dài không nói gì, thầm nghĩ cậu biết rồi còn cố hỏi. Trương Dương nói, có thể an bài cho tôi gặp Chu Hồng Tinh không? Thiệu Vệ Giang nói, thằng ôn đó là hòn đá trong nhà xí. Vừa thối lại vừa cứng, gặp gã làm gì? Trương Dương nói, gã có tham gia vào chuyện cướp tài vật không? Thiệu Vệ Giang gật đầu. Trương Dương nói, tôi muốn xem gã cứng đến thế nào. Ở Xuân Dương người không biết Trương Dương rất ít, xã Hắc Sơn Tử càng như vậy, cơ hồ là mỗi xã dân đều nghe nói tới uy danh của vị chủ nhiệm ban sinh đẻ kế hoạch này, một mình có thể đánh hơn chục hán tử, cố sự này đã chú định phải thành truyền kỳ. Chu Hồng Tinh nhìn thấy Trương Dương. Trong mắt ít nhiều có vẻ sợ hãi, Trương Dương không nhớ gã, nhưng gã thì nhớ Trương Dương,
trong sự kiện suối nước nóng Cốc Xuân Hy lần trước, gã từng ăn một đấm của Trương Dương, một quyền đó đủ để khiến gã đau hơn một tháng. Trương đại quan nhân đánh rất nhiều người, khẳng định không nhớ được dạng nhân vật tầm thường như Chu Hồng Tinh. Thái độ của Chu Hồng Tinh HV vẫn khá là ngang ngược, người ta ngang ngược phân làm hai loại, một loại là trời không sợ đất không sợ, còn loại kia là giả vờ giả vịt, lúc gặp phải kẻ yếu thì càng ngang ngược, một khi gặp người mà mình sợ, cũng sẽ lợi dụng sự ngang ngược đó để che giấu sự bất an của mình, Chu Hồng Tinh rõ ràng là thuộc loại sau. Chương 335, công tác tư tưởng. Chu Hồng Tinh nói, các ngươi tốt nhất mau thả tôi ra, tôi không tin Trung Quốc chúng ta lại có nơi không nói lý. Em trai tôi bị người ta giết, tôi lại bị bắt vào ngục một cách oan ức, người của thôn Chu Tiểu Kiều chúng tôi sẽ không khuất phục đâu. Chỉ cần có một người sống là sẽ tiếp tục tố cáo. Trương Dương nói, anh nhận ra tôi không? Chu Hồng Tinh gật đầu. Vậy anh kích động như vậy làm cái gì? Tôi thứ nhất không phải là cảnh sát, thứ hai không phải là quan tòa, anh nói với tôi những lời đó thì có tác dụng gì không? Chu Hồng Tinh không ngờ Trương Dương lại nói như vậy, chớp chớp mắt hỏi, vậy anh tìm tôi làm gì? Trương Dương nói, không có gì cả, chỉ vì hiếu kỳ thôi. Có gì đáng để hiếu kỳ chứ? Chu Hồng Tinh trợn trừng mắt lên, nói. Gã có thói quen trợn mắt, cho rằng như vậy thì mới lộ ra vẻ hung hãn. Kỳ thực người hung hãn nhất xã Hắc Sơn Tử không phải là gã mà là ba anh em của Sử gia. Tính khí của Trương Dương hôm nay rất tốt, có lẽ là bởi vì đang ở trong trại tạm giam, hoặc có lẽ là bởi vì hắn vốn không coi Chu Hồng Tinh ra gì cả. Nếu như là trước đây, người khác dám trừng mắt với hắn, hắn sớm tát cho một cái rồi, không đánh cho gã mặt mày nở hoa thì không thôi. Trương Dương nói, anh làm nghề giết lợn à? Chu Hồng Tinh nói, nghề nghiệp không phân sang hèn. Gã ghét nhất là bị người ta nói gã giết lớn. Trương Dương cười bảo, anh con mẹ nó không có văn hóa thì không biết sợ là gì đúng không, có biết mình vì sao lại phải vào đây không? Chu Hồng Tinh nói, tôi bị oan. Bị oan cái rắm, anh đừng có cho rằng giới đấu là chuyện bình thường. Chúng tôi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cha cha, không ngờ một kẻ chuyên giết lợn như anh mà cũng rất biết rảo biện. Kéo bè kéo lũ đánh nhau thì kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhưng vì sao lại đánh nhau? Bởi vì các anh cướp bóc tài vật quốc gia, thứ bên trong động tàng bảo đó là của ai? Của An Dâu Dậm. Trương Dương cười lạnh, nói, không phải là của An Dâu Dậm mà là của quốc gia, sông nước của núi Thanh Đài, cùng với tất cả mọi thứ trên trời dưới đất đều là của quốc gia, đám người các anh toàn bộ đều phạm tội cướp của. Chu Hồng Tinh trợn mắt lên, nói, anh muốn nói gì thì nói, và lại không phải là một mình tôi làm. Hôm đó có tới 300-400 người, vì sao lại chỉ bắt tôi? Có câu này không biết anh có nghe nói tới bao giờ chưa? Súng bắn chim đầu đàn, trong miếu nào mà không có quỷ chết oan? Chu Hồng Tinh cho dù có ngu ngốc hơn nữa cũng hiểu là Trương Dương đang dọa gã, gã hừ một tiếng. Trương Dương nói, theo như tôi biết, anh lần này phạm tội cướp của, đánh người bị thương, tấn công cảnh sát, ba tội danh này nếu như thành lập, e rằng cả đời này anh cũng đừng hòng ra khỏi đây. Chu Hồng Tinh nói, anh dọa tôi đấy à, hiện tại em tôi bị người Tây giết. Các anh nên đi truy cứu trách nhiệm hình sự của người đó, đừng cho rằng ông ta có quan hệ thì các anh bảo vệ được ông ta, công đạo ở trong lòng người, tôi tin rằng pháp luật luôn công chính. Thằng ôn này không ngờ lại biết nói những câu trình trực như vậy. Trương Dương cười nói, pháp luật luôn công chính, những lời này anh nói không sai. Vụ án của Trần Sùng Sơn không liên quan gì tới anh. Bất kể là ông ta có tội hay không, thì chuyện anh phạm pháp cũng đã thành sự thực. Không thể nào bởi vì em anh bị chết mà có thể thoát khỏi được chế tài của pháp luật. Còn nữa, em trai Chu Hồng Vệ của anh cũng phạm tội cướp của, nếu như gã không chết thì cũng giống như anh, phải vào ngồi tù. Chu Hồng Tinh nói, anh dọa tôi. Gã rõ ràng là sợ rồi. Trương Dương kinh thường nói, một cán bộ quốc gia như tôi có cần phải dọa một phần tử tội phạm như anh không? Tôi là đang thương xót anh, muốn cứu anh còn chưa tới 30 tuổi, lần này không khéo sẽ bị phán ở tù mười mấy 20 năm. Khi đi ra sợ rằng tóc cũng bạc mất rồi. Chu Hồng Tinh nói, quan lại các anh bao che cho nhau, chỉ biết khi phụ người dân như tôi thôi. Trương Dương nói, không muốn bị người ta khi phục thì đừng có phạm pháp rồi thì phải tiếp nhận mệnh vận bị khi phụ thôi. Hắn đứng dậy, kỳ thực tôi cũng rất thương cho anh, bị người ta lợi dụng, chỉ là một con cờ, thật không hiểu anh có gì đáng để khệnh khạng. Anh nếu thật lòng muốn báo thù cho em anh, tôi còn có thể đánh giá anh cao một chút. Có điều với thái độ hiện tại của anh, làm ầm ĩ ra như vậy mà không biết vì cái gì. Có được lợi gì hay không? Chu Hồng Tinh nói, anh đừng cho rằng có thể một tay che trời,
có rất nhiều phóng viên đang quan sát các anh đó. Trương Dương nói, anh ngu thế, chấp pháp là chính phủ hay là giới truyền thông, càng lúc càng cảm thấy anh là một kẻ ngu. Anh dựa vào gì mà mắng người? Lười chả buồn mắng nữa, kẻ ngu luôn chết mà không biết vì sao mình chết. Trương Dương sau khi mắng Chu Hồng Tinh một trận liền rời khỏi trại tạm giam, hắn phát hiện Chu Hồng Tinh là một kẻ đầu óc đơn giản, loại người này không thể chủ hoạch được một loạt sự kiện, gây ra sóng to gió lớn như vậy, thậm chí gã ngay cả kẻ giật dây chuyện này cũng không biết. Án chiếu theo cách nói của Trương Dương, gã chính là một con cờ bé nhỏ không đáng để nhắc đến. Sau khi rời khỏi trại tạm giam, Trương Dương lại trực tiếp gọi điện thoại cho Từ Triệu Bân, Trương Dương lần này rất sáng khoái, huyện trưởng Từ, tới nhà tôi đi, tối nay tôi cũng không đi đâu được, ở nhà chuẩn bị chút thức ăn, chúng ta làm vài chén. Từ Triệu Bân vui vẻ đáp ứng. Triệu Thiết Sinh và Từ Lập Hoa đã chuyển tới nhà mới. Tuy Trương Dương không ở nhà, nhưng bọn họ vẫn để một căn phòng ở tầng 2 cho Trương Dương, có thể thấy địa vị của Trương Dương ở trong nhà đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ Lập Hoa về Xuân Dương cũng chưa lâu, Tần Manh Manh và Tần Hoan làm xong thủ tục đã tới nước Mỹ. Tuy bọn họ ra sức mời Từ Lập Hoa đi cùng, nhưng Từ Lập Hoa có chút sợ hãi việc ra nước ngoài, trong lòng bà ta chỉ có ở lại Xuân Dương mới là tốt nhất. Nghe nói trưởng huyện Từ tới, Từ Lập Hoa vội vàng ra chợ mua thức ăn, Trương Dương bảo bà ta đừng làm quá long trọng. Tùy tiện làm vài món thức ăn là được rồi. Hiện tại Trương Dương không còn giống như trước kia, hắn gọi Từ Triệu Bân tới nhà ăn cơm là nể mặt y rồi, tuy hai người cùng là cấp phó ban, nhưng địa vị thì lại cách nhau quá xa, nếu như luận về quan hệ và bối cảnh ở đằng sau, càng không biết vượt Từ Triệu Bân bao nhiêu con phố. Năm rưỡi chiều, hai vợ chồng Từ Triệu Bân cùng nhau tới, Phu Thu Linh lái xe, cô ta cũng vừa có bằng lái, từ xã Hắc Sơn từ một đường tới đây, hai người mang theo không ít quà. Từ Triệu Bân ôm một bình Mao Đài, Vu Thu Linh xách một cái túi da lớn, bên trong toàn là hướng đồ đặc sản. Trương Dương mỉm cười mời bọn họ vào nhà, trưởng huyện Từ, trưởng xã Vu, hai người tới rồi đây à, mua nhiều đồ như vậy làm gì? Từ Triệu Bân nói, đồ chúng tôi mang tới không phải là cho cậu, mà là rượu cho chú Triệu và một ít đặc sản cho dì Từ. Hai vợ chồng Từ Lập Hoa và Triệu Thiết Sinh đi ra, hai người này trong hai năm nay cũng trải đời không ít. Cho dù là ở trước mặt phó huyện trưởng Xuân Dương cũng lộ ra vẻ tự nhiên. Triệu Tiết Sinh chìa tay ra, nói, chào trưởng huyện Từ. Từ Triệu Bân bước lên bắt tay với y. Triệu Tiết Sinh thấy trưởng huyện mà còn lễ phép với mình như vậy, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, lại càng cảm kích Trương Dương không thôi. Phần vinh diệu của mình hiện tại đều là Trương Dương cấp cho y, nếu không phải là nể mặt Trương Dương, một phó trưởng huyện như người ta chỉ sợ là ngay cả nhìn thằng mình cũng không thèm. Phu Thu Linh lễ mạo chào một tiếng dì Từ, rồi vào phòng bếp giúp Từ Lập Hoa. Trương Dương và Từ Triệu Bân thì đi lên ban công tầng 2, bên trên có nóc pha ly lấy ánh sáng, ngồi ở đây có thể nhìn thấy cảnh sắc của Hồ Xuân Thủy, còn có thể nghe thấy tiếng pha ly gõ lách cách, trên chiếc bàn thấp đã làm xong 6 món thức ăn, đều là Từ Lập Hoa tự tay làm. Tuy Trương Dương bảo bà ta làm đơn giản một chút, nhưng Từ Lập Hoa thấy phó trưởng huyện tới, lễ tiết không thể thiếu được. Trương Dương không dùng rượu mà Từ Triệu Bân mang tới, mà mở một bình Phi Thiên Mao Đài 30 năm, tuy là một chi tiết nhỏ, nhưng Trương Đại Quan Nhân vẫn cố ý làm. Từ Triệu Bân nhìn thấy Trương Dương dùng rượu này, trên khí thế lập tức yếu đi mấy phần, rượu chôn 30 năm, so với rượu mà y tặng cho Triệu Thiết Sinh thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc Trương Dương rót rượu, Từ Triệu Bân đi mời Triệu Thiết Sinh tới. Triệu Thiết Sinh xua tay, nói, huyết áp của tôi cao lắm. Hiện giờ buổi tối chỉ ăn chút cháo thôi, hai người cứ uống đi. Kỳ thực Từ Triệu Bân cũng chẳng muốn y tới, liền quay về ngồi cạnh Trương Dương. Trương Dương đã rót đầy ba chén, lớn tiếng gọi, trưởng xã Vu, tới uống rượu đi. Giọng nói của Vu Thu Linh từ trong phòng bếp truyền ra, hai người cứ vừa uống vừa nói chuyện đi, tôi nướng một con cá cho hai người thử. Từ Triệu Bân bưng chén rượu lên, Trương lão đệ, cảm ơn gia đình của cậu đã thịnh tình khoản đãi. Trương Dương mỉm cười bưng chén lên, nói có coi hai vị là người ngoài đâu, cho nên làm đơn giản thôi mà. Người Trung Quốc chính là khách khí như vậy, nói là đơn giản cũng có tới 6 món lạnh, 6 món nóng, 4 món rau. Hai người cùng cạn chén này. Từ Triệu Bân khen, rượu ngon, rượu này tôi trước đây uống mà không biết thưởng thức. Trương Dương nói, bí thư cố tặng tôi đấy. Một câu nói rất hờ hững nhưng lại khiến sự kính ngưỡng của Từ Triệu Bân đối với hắn lại tăng thêm mấy phần. Từ trước tới giờ đều là người ta biếu bí thư tỉnh ủy rượu, Trương Dương không ngờ có thể nhận rượu của Cố Doãn Chi, quan hệ này rất không tầm thường.
Từ Triệu Bân nói, nhờ phúc của lão đệ, không ngờ có thể được uống rượu của bí thư Cố. Lúc nói, mưa đột nhiên đổ như chút nước, ở chân trời vang lên tiếng sấm xuân trầm muộn. Trương Dương cười nói, trận mưa này không nhỏ. Từ Triệu Bân thở dài, ngày mai Xuân Dương nhất định lại tắc đường rồi, rất nhiều chỗ sẽ bị ngập nước. Trương Dương không nói gì, gặp một hạt lạc cho vào miệng nhai. Từ Triệu Bân nói, việc thi công đường xá của huyện thành Xuân Dương đã kéo dài một đoạn thời gian rồi, kéo dài lâu như vậy mà công trình vẫn chưa tiến hành được một nửa. Trước đây huyện thành Xuân Dương tuy không được tính là nơi sơn minh thủy tế, nhưng ít nhất cũng gọn gàng sạch sẽ. Nhìn hiện tại, ai, chỉ sợ ngay cả Xuân Dương trong những năm bị bọn quỷ nhân xâm chiếm cũng còn chỉnh tề hơn hiện tại. Những lời oán trách này của Từ Triệu Bân không chỉ là bởi vì oán khí của y đối với Chu Hằng, nói sao đi nữa thì y cũng là phó trưởng huyện, đối với hiện trạng trước mắt của Xuân Dương cũng rất đau lòng. Trương Dương nói, nghe nói Chu Hằng muốn biến Xuân Dương thành thành phố cấp huyện thứ hai của Giang Thành. Từ Triệu Bân nói, Trương lão đệ, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, có những lời tôi cũng không muốn giấu làm gì. Người này quá ham công, một lòng chỉ muốn mò vớt chính thích. Xuân Dương ở trong tay y không những không có phát triển mà ngược lại còn thụt lùi đi nhiều. Tôi sẽ dĩ nói vậy không phải là có ân oán tư nhân, tôi cũng là nghĩ cho tương lai của Xuân Dương thôi, tôi không muốn Xuân Dương bị hủy trong tay y. Trương Dương nói, tôi cũng không hiểu Chu Hằng lắm. Lần đầu tiên tiếp xúc với y là vì chuyện suối nước nóng Cốc Xuân Hy, người dân chạy tới làng du lịch suối nước nóng gây chuyện. Từ Triệu Bân nói, lần trước cũng là người dân của thôn Chu Tiểu Kiều. Nghe nói quê của Chu Hằng là ở thôn Chu Tiểu Kiều. Những lời này không có bao nhiêu trình độ, y rõ ràng là muốn đào tất cả lên. Trương Dương nói, trưởng huyện Từ, sự kiện giới đấu ở núi Thanh Đài lần này anh thấy sao? Từ Triệu Bân nói, những người dân đó của núi Thanh Đài trước giờ đều không sợ trời không sợ đất, cậu cũng từng công tác ở xã Hắc Sơn Tử rồi, chắc cũng hiểu ít nhiều về họ, chuyện lần này vốn không nên ầm ĩ như vậy, nhưng có người không ngừng chọc vào vết thương. Khiến một chuyện với có thể khống chế ở trong phạm vi huyện Xuân Dương thành ầm ĩ lên, tôi cũng không tin người dân của thôn Chu Tiểu Kiều lại có kiến thức như vậy. Trương Dương nói, chuyện này phát triển tới mức độ hiện tại là có nhân tố của nhiều phương diện. Điều mà chúng ta cần làm không phải là tra rõ vấn đề, mà là giải quyết vấn đề. Trưởng huyện Từ, anh cho rằng chuyện này nên giải quyết thế nào, nên áp dụng phương pháp nào thì mới có thể nhanh chóng dẹp yên chuyện này. Từ Triệu Bân uống một ngụm rượu. Nói chuyện này nói phức tạp thì là phức tạp, nói đơn giản thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần ổn định được tình tự của đám thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều, khiến cho bọn họ đừng làm ầm lên nữa. Trương Dương nói, các anh đã là công tác tư tưởng rồi, cảnh sát cũng phái tới rồi, nhưng hiệu quả hình như không được rõ ràng lắm. Lực độ không đủ, Từ Triệu Bân nói. Trương Dương lặng lẽ nhìn y. Từ Triệu Bân nói, muốn khiến họ không gây chuyện này, một là phải khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Hay là đưa ra một sự an ủi khiến họ cảm thấy hài lòng. Cậu cho rằng đám dân đó thật sự là muốn đòi công lý ư? Bọn họ chẳng qua là không muốn lợi ích của bản thân bị chịu tổn hại, cho nên mới làm ầm lên như vậy. Trương Dương nói, đã nghĩ ra biện pháp giải quyết vậy vì sao còn không làm? Từ Triệu Bân nói, người đứng đầu huyện Xuân Dương là bí thư Chu Hằng, ví dụ như y nói huyện thành phải sửa đường thì sửa đường, y nói trọng điểm tài chính của huyện nên tập trung vào đâu thì phải tập trung vào đó. Ngay cả một bộ phận khoản đầu tư dùng cho việc phát triển du lịch núi Thanh Đài cũng bị y mang ra dùng để sửa đường đó thôi. Trương Dương trong lòng chấn động, hắn bỏ cái chén không xuống, Chu Hằng thật sự lấy khoản đầu tư cho du lịch núi Thanh Đài ra để tu sửa đường xá nội thành ư. Từ Triệu Bân nói nhỏ, có chứng cứ để tra đấy. Trương Dương thầm nghĩ, Chu Hằng à Chu Hằng, con mẹ mày xong rồi đấy. Tuy rằng chuyện Chu Hằng dùng khoản đầu tư vào du lịch núi Thanh Đài để sửa đường không liên quan gì tới chuyện mà hắn phải giải quyết trước mắt, nhưng đối với Trương Dương mà nói thì vẫn là một phát hiện khiến người ta kinh hỉ. Từ Triệu Bân cũng không phải là vô ý nói ra chuyện này, y là cố ý để lộ cho Trương Dương hay, y muốn Chu Hằng bị lật đổ không phải chỉ một ngày. Chỉ là khổ nỗi không có cơ hội thích hợp, loạn cục lần này đối với Xuân Dương mà nói là một cơ hội tốt để tổ chức lại, y phải nắm lấy thời cơ tốt nhất này để lật đổ Chu Hằng này. Lúc này Vu Thu Linh mang con cá vừa nướng xong ra, Trương Dương ngửi thấy mùi thơm, không nhịn được liền khen, chị Vu, thủ nghệ giỏi quá. Từ Triệu Bân kéo lão bà ngồi xuống ghế, cười nói, tài nấu nướng của chị cậu không tồi đâu. Vu Thu Linh nói, sau này em từ chức, sẽ ở trong nhà làm thức ăn cho anh ăn. Thân là xã trưởng xã Hắc Sơn Tử, Vu Thu Linh biết rằng chuyện này cô ta tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ, phải gánh trách nhiệm tương ứng,
cho nên mới nói ra những lời cam chịu làm người phụ nữ nội trợ như vậy. Trương Dương nói, chị Vu, giờ về từ chức thì sớm quá. Thế thì xin nghỉ bệnh, ở nhà 4-5 ngày vậy. Kỳ thực cô ta cũng muốn né tránh phiền phức này. Tuy không thể nào hoàn toàn né tránh được, nhưng có thể tránh được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Người đứng đầu xã Hắc Sơn Tử là Trúc Khánh Dân, trời sập xuống thì cũng do y đội. Trương Dương biết hai vợ chồng này là nhân vật gì, cũng không điểm phá, nói khẽ, sau khi chuyện phát sinh, trong xã có làm công tác với thôn dân tương quan của thôn Chu Tiểu Kiều không? Phu Thu Linh thở dài, nói có mấy cán bộ xã đến, kết quả đều bị đánh cho phải quay về. Bọn họ hiện tại cứ nắm lấy một chuyện, Chu Hồng Vệ chết rồi, bọn họ muốn đòi lại công đạo cho người chết. Trương Dương cười nói, Bí Thư Trúc không phải là cao thủ hình ý quyền ư, bảo y đi đi, tôi không tin thôn Chu Tiểu Kiều có người dám ra tay với y. Phu Thu Linh nói, chẳng lẽ anh còn không hiểu Trúc Khánh Dân, chuyện lần này phát sinh ở xã Hắc Sơn Tử. Y không tránh được, thái độ cũng không tích cực, dẫu sao thì chuyện này cũng rơi lên đầu rồi, nhìn bộ dạng của y, chắc nguyện để lãnh đạo cấp trên phạt. Trương Dương nói, tiêu cực thế thì không được, y cứ vậy thì vấn đề sẽ mãi không được giải quyết. Phu Thu Linh nói, huyện lý cũng có người tới, cục công an huyện cũng tới, nhưng bọn họ đều không giải quyết được, chúng tôi làm sao mà giải quyết cho nổi. Trong chuyện này thôn Chu Tiểu Kiều bị chết một người, bị bắt cũng không ít, thôn Thượng Thanh Hà cũng có người tham gia vào giới đấu cướp bóc, lần này bọn họ chạy khá nhanh, không bắt được ai, đám bách tính của thôn Chu Tiểu Kiều cho rằng, chúng tôi xử lý chuyện này không công bằng, cho nên một mực làm ầm lên. Cũng không biết là ở đâu chui ra nhiều phóng viên như vậy. Toàn trình đi theo đưa tin chuyện này, khiến cho chuyện càng ầm ĩ hơn. Nói tới đây cô ta dừng lại một chút, nói Trương Dương, cậu lần này tới là để giải quyết chuyện này à? Trương Dương nói, tôi tới để tìm hiểu vấn đề. Hai vợ chồng từ Triệu Bân ở lại 2 tiếng thì về. Trương Dương quay về phòng, gọi điện thoại cho Cục trưởng Công an Vinh Bằng Phi. Đối với Vinh Bằng Phi hắn không cần phải giấu giếm gì cả, liền nói ra chuyện mình hiện tại được Ủy ban Kỷ luật tỉnh mượn dùng. Lại thuật lại chuyện hôm nay nghe ngóng được ở huyện Xuân Dương. Vinh Bằng Phi nói, dụng ý của Thiệu Vệ Giang trong chuyện này rất rõ ràng, chính là muốn đổ dầu vào lửa, muốn chuyện càng ầm ĩ hơn. Trương Dương nói, chuyện của Trần Sùng Sơn rốt cuộc nói thế nào? Vinh Bằng Phi nói, vốn là không có gì đáng ngờ, nhưng Tô Viện Viện đột nhiên lật cung, hại Bí Thư Đỗ. Trương Dương nói, mấu chốt giải quyết chuyện này là ở đám người của thôn Chu Tiểu Kiều, nếu như người nhà của người chết không truy cứu. Bất kể là ai ở sau lưng cổ động thì sóng gió của chuyện này cũng sẽ tự nhiên được bình thức. Vinh Bằng Phi nói, đám người của thôn Chu Tiểu Kiều khó giải quyết lắm, vạn nhất phương thức không đúng, bọn họ không biết sẽ còn gây ra chuyện gì nữa, ảnh hưởng sẽ càng xấu thêm. Trương Dương nói, tôi không tin trên thế giới này có kẻ không sợ chết. Vinh Bằng Phi nói, cậu có ý gì? Đừng có làm bậy. Trương Dương nói, Cục trưởng Vinh, tôi muốn nhờ ông thả Chu Hồng Tinh về. Vinh Bằng Phi nói, gã là một trong những nhân vật chủ yếu cổ động thôn Chu Tiểu Kiều gây chuyện, thả gã về, khẳng định sẽ lại sinh sự đó. Trương Dương nói, cứ thả gã về đi, xảy ra chuyện gì có tôi lo. Chu Hồng Tinh nghĩ không thông vì sao mình lại được thả, vào giây phút đi ra khỏi trại tạm giam mà vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lúc gã về tới thôn, cả thôn Chu Tiểu Kiều ầm ĩ tiếng pháo, giống như là nghênh đón nhân vật anh hùng đón hắn vào thôn. Chu Hồng Tinh chân trước vừa vào nhà. Chân sau trong thôn lại có một hòa thượng tới, hòa thượng này đi đi lại lại quanh thôn. Bởi vì hành vi của ông ta quả thực quá kỳ quái, rất nhiều thôn dân không nhịn được liền vây tới hỏi. Hỏi ra mới biết, hòa thượng này là từ cổ tháp chùa Nam Lâm nổi danh tới. Ông ta tới núi Thanh Đài nên vừa hay đi qua đây. Những thôn dân này không sợ cảnh sát, không sợ chính phủ, nhưng nghe thấy hòa thượng nói vậy, ai ai cũng có chút sợ hãi, bọn họ không nhịn được mà giữ hòa thượng lại hỏi. Rốt cuộc là tai khí của thôn Chu Tiểu Kiều từ đâu mà có? Hòa thượng nói, tôi đi xem đã. Thế là có thôn dân hiếu sự dẫn đại hòa thượng vào trong thôn xem. Đại hòa thượng đi lòng vòng 1 tiếng trời trong thôn Chu Tiểu Kiều, cơ hồ là hấp dẫn tất cả sự chú ý của các thôn dân. Sau cùng dừng lại trước lều linh cữu của Chu Hồng Vệ, ông ta chỉ vào lều linh cữu nói, yêu nghiệt ở bên trong. Trong thôn không thiếu người có tri thức, có văn hóa, Chu Hồng Tinh là một mãng phu. Nhưng anh cả Chu Hồng Quân của gã lại là một thầy giáo, có tri thức có văn hóa, lại là người vô thuần luận giả, hắn nghe thấy hòa thượng nói vậy, liền bước lên nói, ông có ý gì? Một người xuất gia sao lại nói những lời thiếu khẩu đức như vậy? Hòa thượng đó bảo, một người xuất gia như bần tăng trước giờ không bao giờ nói láo, ngã Phật từ bi,
tôi thấy quý thôn sắp có đại họa lâm đầu, cho nên mới hảo tâm điểm hóa, anh có nguyện ý thì nghe, không nguyện ý thì coi như bần tăng chưa nói gì. Chu Hồng Quân cười lạnh, nói, theo ý của ông, chúng tôi nên làm thế nào mới hóa giải được tai nạn? Hòa thượng nói, nếu tôi không nhìn lầm, nhục thân của yêu nghiệt đó đã chết rồi, song hồn phách không hóa, cứ quanh quẩn bên trên thôn trang không tán, tôi nhìn thấy bên trên lều linh cữu, oán khí trùng thiên, oán khí này tất sẽ chọc giận thượng thiên, giáng tội xuống người ở trong thôn. Muốn hóa giải trận tai họa này thì mau mau thiêu nhục thân của người chết đi. Chu Hồng Tinh tức giận nói, đại hòa thượng, ông nói gì? Bên trong là em trai tôi, ông không ngờ lại dám nói nó là yêu nghiệt. Hòa thượng đó nói, tôi thấy xung quanh thôn trang có vô số oan hồn bao vây, tôi không biết trong thôn có phải có người chọc giận sơn linh hay không. Các người có phải từng lấy đồ gì ở trong núi không? Nếu lấy rồi thì mau mang trả đi, nếu không báo ứng sẽ rất nhanh giáng xuống đầu các người đó. Chu Hồng Tinh không nhịn được nữa rồi, một quyền đấm luôn vào mặt hòa thượng, đánh cho hòa thượng lỗ mũi ăn trầu, ngã dập mông xuống đất, thôn dân ở xung quanh thấy Chu Hồng Tinh muốn đánh người thì đều có chút bất nhẫn. Có mấy người tới khuyên can hắn. Hòa thượng đứng dậy, căn bản không để ý tới mũi đang chảy máu, hình dung khủng bố nói, ngã Phật tử bi, dạng ác đồ như ngươi không thay đổi, ngày sau tất sẽ bị báo ứng. Vừa nói ra những lời này, lại ăn thêm không ít quyền cước. Hòa thượng đó mặt mũi bầm dập chạy ra khỏi thôn Chu Tiểu Kiều. Ra tới giao lộ ở ngoài thôn, ông ta nhìn xung quanh, nghe thấy một tiếng cười, lúc này mới để ý tới Trương Dương ở trên đê chờ mình. Hòa thượng khập khiễng đi tới, vừa đi vừa dùng tăng y lau máu mũi. Trương Dương nhìn thấy bộ dạng của ông ta, làm ra vẻ rất đồng tình, Tam Bảo Đại Sư, sao lại bị người ta đánh cho thảm thế? Thì ra hòa thượng dũng mạnh một mình xông vào địch doanh chính là hòa thượng Tam Bảo của chùa Nam Lâm, hoàng thượng Tam Bảo lau máu mũi, lầm bầm chủ nhiệm Trương, sao lại chơi tôi thế? Trương Dương nói, tôi coi ông như là huynh đệ, chơi ai chứ không bao giờ chơi ông đâu. Hòa thượng Tam Bảo nói, tôi suýt nữa thì bị đám thôn dân đó đập chết đấy. Trương Dương cười nói, lên xe rồi nói chuyện. Hòa thượng Tam Bảo ôm đầy một bụng ủy khuất trèo lên xe jeep của hắn, hối hận không thôi, nói tôi nên sớm biết rằng lên xe của anh chính là lên thuyền của trộm. Trương Dương cười nói, lên thuyền trộm của tôi rồi mà ông còn muốn xuống ư. Cầu xin anh đó, cho tôi xuống đi, tôi là một người xuất gia, anh đừng có bức tôi nói dối nữa. Trương Dương nói, người xuất gia nên từ bi vi hoài, phổ độ chúng sinh. Tôi biết rồi, nhưng anh rõ ràng là bảo tôi đi lừa người ta. Sao lại nói vậy, tôi đã bao giờ hại ông chưa? Tôi gì tôi bảo ông nói đều là sự thực cả đấy, không bao lâu nữa ông sẽ hiểu thôi. Hòa thượng Tam Bảo nói, minh bạch cái gì? Anh chẳng phải là muốn tôi lừa họ hỏa táng thi thể của Chu Hồng Vệ ư? Trương Dương nói, ông cứ chiếu theo lời tôi nói đi, không bao lâu nữa. Đám người của thôn Chu Tiểu Kiều sẽ khênh đại kiệu tới mời ông trở lại đó. Trương Dương lái xe đưa Hòa Thượng Tam Bảo tới trung tâm làng du lịch suối nước nóng Cốc Xuân Hy, Lâm Tú nhìn thấy Hòa Thượng này bị đánh thành cái đầu heo, vừa đồng tình lại vừa buồn cười, sai người đưa Hòa Thượng Tam Bảo tới phòng vệ sinh để xử lý vết thương. Trương Dương vào văn phòng của Lâm Tú ngồi, nói, dì Lâm, hai ngày nay để Tam Bảo Đại Sư ở tạm chỗ gì nhé? Lâm Tú nói, không thành vấn đề. Mà cậu mang hòa thượng tới đây làm cái gì? Trương Dương cười nói, Tam Bảo Đại Sư rất lợi hại đó, ông ta có tuệ căn, là nhân vật được mọi người kính trong giới Phật học Giang Thành. Gì không phải là tin Phật ư, mượn cơ hội này vừa hay cầu giáo người ta đi. Lâm Tú gắt, nói linh tinh, hương hỏa của chùa Nam Lâm tuy vượt, nhưng so với quan âm viện của chùa Kinh Sơn thì luôn cảm thấy có thêm một chút tục khí, bớt đi cảm giác xuất thế của cảnh địa Phật môn. Trương Dương nói, dì Lam có nghe tới câu đại ẩn luôn ẩn nơi thành thị chưa? Trong mắt người xuất gia, tu hành không nhất định là phải ở nơi rừng núi vắng người, càng là nơi ồn ào thì càng thể hiện được định lực của họ. Lâm Tú nói, chỗ của tôi là làng du lịch suối nước nóng, đâu đâu cũng là hạm nam mỹ nữ mặc đồ tắm. Cậu có phải là vì đặc biệt khảo nghiệm định lực của Hòa Thượng Tam Bảo nên mới đưa ông ta tới đây không? Trương Dương cười ha ha. Lâm Tú nói, cậu lần này về có liên quan gì tới chuyện của thôn Chu Tiểu Kiều không? Gần đây thôn dân gây chuyện hung hăng lắm, ngay cả tư lệnh sở cũng đặc biệt từ Tĩnh An tới Giang Thành, tôi vốn muốn mời lão nhân ra ở đây nghỉ mấy ngày, nhưng ông ta lại kiên trì ở lại Giang Thành, nằng nặc đòi đợi chiến hữu của ông ta được thả rồi mới tính. Hai ngày nay, nhà tôi cũng luôn miệng nói về Giang Thành, lão trượng mắng bọn chúng tôi đến thảm. Trương Dương đương nhiên hiểu tính khí của sở Trấn Nam, kể ra,
lão tư lệnh còn là hắn mời tới Giang Thành, nhưng chuyện này ầm ĩ tới hiện tại có chút khó kết thúc, chỉ ứng với một câu đi chân đất không sợ ướt giày. Thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều có thái độ dù bất cứ giá nào cũng phải đối kháng tới cùng. Trương Dương sau khi về Giang Thành cũng dần dần minh bác, Đỗ Thiên Giã hiện tại đang lâm vào cảnh rất khó xử. Lâm Tứ ít nhiều cũng nghe nói tới việc xảy ra ở bên cạnh, bà ta thở dài, nói chuyện của Đỗ Thiên Giã lần này không nên làm lớn như vậy. Tôi thấy nội bộ Giang Thành có người chơi anh ta. Trương Dương nói, không chỉ là thị lý đâu, đám người đó nếu như không có người chống lưng, bất kể là như thế nào cũng không dám làm loạn. Lâm Tú nói, thật là kỳ quái, Cố Doãn Chi tới hiện tại sao vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng nhỉ? Trương Dương trong lòng hiểu rõ, Cố Doãn Chi sắp về hưu, Đỗ Thiên Giã lại không phải là ban để thân tín của ông ta, rõ ràng là không muốn dính vào phiền phức làm gì. Còn Tống Hoài Minh, sau khi y về nước chuyện đầu tiên chính là xử lý phiền phức của Giang Thành, phái mình tới chính là để giải quyết vấn đề, chuyện bắt đầu từ giới đấu. Với thân phận của Cố Doãn Chi và Tống Hoài Minh rõ ràng là không tiện hỏi chuyện này, cho nên Tống Hoài Minh mới để mình ra mặt. Trương Dương nghĩ rất thấu, nhắc tới quyền đầu đủ cứng, phóng mắt khắp Giang Thành, hắn nói mình là đệ nhị thì không ai dám xưng là đệ nhất. Nhưng chuyện này lại không thể dùng đánh đánh giết giết để giải quyết, bắt đầu từ sự kiện giới đấu, phóng viên tới từ các phương đã nằm vùng ở cái huyện thành nho nhỏ này. Chỉ cần có gió động cỏ lay gì, đám phóng viên nhất định sẽ vây tới như rùa nhặng. Có thể giải quyết phiền phức hay không còn chưa biết, ngược lại lại thành dẫn phiền phức lên đầu mình, Trương Dương tổng kết ra một đặc điểm lửa cháy thêm dầu của đối phương toàn bộ đều là thông qua chuyện nhỏ này mà tạo ra thanh thế giống như lăn tuyết cầu, lợi dụng giới truyền thông một cách hữu hiệu, phóng đại chuyện này lên thành vô hạn. Đỗ Thiên Giã lần này rơi vào khốn cảnh giống chuyện lần trước hắn đánh An Đạt Văn tới kinh người, nhưng Đỗ Thiên Giã xử lý vấn đề lại không kiên quyết quả đoán như mình, để xen vào quá nhiều nhân tố tình cảm, cho nên mới tạo thành khốn cảnh hiện tại. Thông qua cuộc trường đàm trước sau với Cố Doãn Chi và Tống Hoài Minh ở Đông Giang, Trương Dương đã hiểu rất nhiều, nguyên nhân căn bản mà Cố Doãn Chi không tỏ thái độ chính là ông ta nhìn thấy kẻ giật dây ở phía sau, mà kẻ ở phía sau đổ dầu vào lửa này khiến cho chính đàn Giang Thành sợ bóng sợ gió, đủ thấy năng lực của người này đã đạt tới cảnh giới lật tay làm mây, úp tay làm mưa rồi. Dạng đối thủ này, bất kể là ai cũng không muốn xung đột chính diện với hắn, Cố Doãn Chi thế là liền lựa chọn trầm mặc và né tránh. Còn Tống Hoài Minh thì sao? Trương Dương tới giờ vẫn không rõ ông bố vợ tương lai này rốt cuộc là nghĩ gì, có lẽ Tống Hoài Minh và Cố Doãn Chi đều nhìn rõ kẻ đứng sau giật dây là ai. Nhưng Tống Hoài Minh cũng không tiện ra tay, chuyện trên chính trị tuyệt không phải là tay đấm chân đá là có thể giải quyết được, cho nên Tống Hoài Minh mới phái mình về Giang Thành. Mục đích của nhạc phụ đại nhân không phải là để mình hiệp trợ Lưu Diễm Hồng tìm hiểu tình huống, mà là bảo hắn đi giải quyết vấn đề. Giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu, cấp bậc của bí thư Cố, tỉnh trưởng Tống tuyệt đối sẽ không tự mình xuất thủ đối với sự kiện giới đầu của núi Thanh Đài này, bất kể kẻ đứng sau là ai. Cuộc giao thủ giữa bọn họ cũng chỉ có thể dùng phương thức vô thanh vô tức, cách sơn đả ngưu mà thôi. Cái mà Trương Dương giỏi nhất là bạo lực đơn giản. Nhưng hắn từ sau khi đánh An Đạt Văn xong đã hiểu được một đạo lý, ra tay thì nên ra tay, nhưng nhất định phải làm tốt công tác khắc phục hậu quả, cái này gọi là lo trước tính sau, phải áp dụng phương thức phù hồi một chút, xử lý vấn đề cần kỹ xảo. Muốn giải quyết từ căn bản vấn đề của thôn Chu Tiểu Kiều, thì phải khiến những lão bách tính này khuất phục từ tư tưởng, công tác tư tưởng vốn là điểm mạnh của đảng ta, nhưng cũng phải phân đối tượng. Đối diện với thôn dân thôn Chu Tiểu Kiều có trình độ văn hóa khá thấp. Nếu như giảng giải những thứ cao thâm như chủ nghĩa Mác Lênin hay tư tưởng Mao Trạch Đông với họ thì chắc là bọn họ khó mà hiểu được. Hơn nữa cán bộ các cấp của huyện Xuân Dương lúc trước cũng đã làm không ít công tác tư tưởng rồi, hiệu quả thu được rất kém. Trương Đại Quan Nhân tiếp thu kinh nghiệm, áp dụng một loại phương thức khác, hắn đặc biệt mời Phật Môn Tinh Anh Hòa Thượng Tam Bảo của chùa Nam Lâm tới, nhờ ông ta tới thôn Chu Tiểu Kiều phổ độ chúng sinh, kết quả Hòa Thượng Tam Bảo bất ngờ lại bị đánh. Nhưng Hòa Thượng Tam Bảo đối với chính sách phương châm của Trương Dương quán triệt vẫn rất thành công, ông ta diễn một vở kịch, tất cả thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều đều biết rằng trong hôn có Hòa Thượng tới, mà Hòa Thượng này còn bắn tiếng đe dọa, nói là Chu Hồng Vệ mới chết là một yêu nghiệt này chọc giận trời cao, cũng chọc giận thần linh của núi Thanh Đài, cho nên thôn Chu Tiểu Kiều sẽ gặp đại họa lâm đầu. Trương Dương có một tính toán rất chuẩn, đối với thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều mà nói. Giảng nhân quả báo ứng với họ thì hữu dụng hơn là giảng chủ nghĩa Mác Lênin nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 335.